ướt âm u, chỉ khi nào đi kiếm mồi mới có thể khiến người ta phát hiện. Dùng gia thú này luyện chế phù triện ảnh quý lỗi chẳng những có thể đề cao xác suất thành công, hơn nữa còn có thể gia tăng uy lực cho phù triện, cho nên rất quý. Lúc đầu Hàn Lập cũng tốn rất nhiều sức mới mua được tại Thiên Uyên Thành, dùng vạn niên linh dược đổi lấy. Ý định ban đầu của Hàn Lập là luyện chế giáp nguyên phù. Loại phù triện này cũng giống như ảnh quý lỗi, một khi xuất ra ngoài thì sẽ hóa thành một quý lỗi, nhưng tu vi thế nào thì phải xem người luyện chế. Bất quá phù triện ảnh quý lỗi chỉ có xác suất từ 20 đến 50% thực lực nguyên bản của nó. Nghe đồn thực lực khi hoàn thiện có thể so với thiên linh cảnh, nhưng chưa ai gặp qua bao giờ. Đương nhiên ảnh quý lỗi cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Hơn nữa khi tiêu hao hết phù triện thì ảnh quý lỗi cũng biến mất. Mà uy lực giáp nguyên phù thì hoàn toàn không phải ảnh quý lỗi có thể so sánh. Giáp nguyên phù thì khó luyện chế hơn, chẳng những có thể sử dụng 7-8 phần thực lực, hơn nữa lại có tác dụng đối với tu sĩ hợp thể sơ kỳ. Chỉ riêng điều đó thì giáp nguyên phù đã chân quý hơn. Đương nhiên cũng bởi vì vậy mà loại tài liệu luyện chế và thủ pháp cũng hơn xa ảnh quý lỗi. Nếu không phải hắn có khối phệ linh thiên hỏa bao hàm cực hàn cực nhiệt, thì cho dù hiểu rõ cách luyện chế cũng không thể luyện chế được. Hàn lập nhìn ra thú phía trước, thu hồi tạp niệm há miệng ra. Phốc, một đoàn ngân hỏa phun tới. Đúng là phệ linh thiên hỏa đã thông linh, ngẫn sắc hỏa diễm phát ra một tiếng chim kêu, lập tức hóa thành một đại hỏa điều chừng một thước, hai cánh vẫy lên, bay quanh khối gia thú. Hàn lập thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm bắt quyết. Nhất thời ngân sắc hỏa điều bay vài vòng rồi xông tới gia thú. Sau một tiếng xèo, ngân sắc hỏa diễm đã bao phủ gia thú vào trong. Thân trong hỏa diễm nhưng gia thú cũng không bị thiêu hủy, ngược lại hoa văn lại thiểm động, phảng phất như sống lại. Tình hình này có vẻ thần bí dị thường. Chương 1468 Tế Lôi Chi Thuật Sáu ngày sau, Cửa tĩnh thất đột nhiên mở ra, Hàn Lập bước ra. Mặc dù vẻ mặt mệt mỏi, nhưng hắn không thể che giấu được nụ cười. Xem ra mấy ngày nay luyện chế phủ lê cũng có thu hoạch. Hôm nay không phải là lúc Mộc Thanh truyền thụ khôi lỗi chi thuật, cho nên hắn muốn thư giãn cho đỡ căng thẳng. Dù sao chỉ có thư giãn mới có thể khôi phục thể xác và tinh thần. Diện tích Mộc xảo động cũng không kém so với Huyết diếm cung, Hàn Lập từ từ đi đến một mảnh hoa viên trước tĩnh thất. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập xuất hiện trước cửa nhìn quang mang thiểm động trên cửa, không khỏi cúi đầu trầm ngâm. Phần lớn những nơi ở mục tinh động hắn đã từng đi qua. Nhưng chỗ này lại bị cấm chế, Thủy Trung không thể nhìn thấu. Đặc biệt trong đó có hai cấm chế làm cho Hàn Lập cảm thấy tò mò. Thúy ngâm viên này chính là một trong số đó. Bất quá, xuyên qua tầng tầng cấm chế là một linh khí tinh thuần, làm cho hắn đoán nơi đây tám chín phần là một dược viên. Ngay cả Mộc Thanh là yêu vương hợp thể kỳ mà cũng coi trọng linh dược này, đủ thấy nó chân quý ra sao. Hàn lập tự định giá, cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá nhớ tới lời cảnh cáo ngày đó của Mộc Thanh, Hàn lập cười khổ một chút, cuối cùng đem ý niệm này vứt ra khỏi đầu. Cấm chế nơi này xâm nghiêm như thế, Mộc Thanh như thế nào lại không đặc biệt chú ý nơi đây? Đừng nhìn hiện tại không một bóng người, nhưng nói không chừng đang có kẻ ngầm dám thị mình. Hàn lập lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tiếp. Hắn đi dạo một lúc rồi thần sắc hòa hoãn trở về tính thất của mình được hơn nửa năm hàn lập vẫn như cũng ngày qua ngày sống cuộc sống tẻ nhạt cũng không biết tại phương diện lôi điện chi đạo hắn có thiên phú hơn người hay là khu lôi pháp quyết này không khó như đám người mộc thanh nói cho nên trong khoảng thời gian này hàn lập đã nắm giữ thuật này được tám chín phần còn lại chỉ là vấn đề thuần thục mộc thanh thấy thế thì vô cùng vui sướng đến kỳ hạn liền mời lục túc đám người mỹ phụ đến mộc linh điện ba ngày sau hàn lập đứng giữa mộc linh điện lần nữa gặp mấy tên yêu vương này nhưng lúc này Nguyên Giao và Nghiên Lệ không đến, làm cho hắn có chút thất vọng. Mà huyết lão quái vẫn làm cho người ta khó phân biệt thật giả. Cái gì, Hàn Đạo Hữu đã nắm giữ được tế lôi chi thuật. Một muội muội người không nói bừa đấy chứ. Mỹ phụ tóc bạc giật mình nói, vẻ mặt không tin. Giờ phút này nàng ngồi một mình trong đại điện. Việc này trọng đại, tiểu muội sao có thể tại đây lừa gạt cấp trên. Nói thật, Hàn Đạo Hữu có thể nhanh như vậy nắm giữ tế lôi thuật làm tiểu muội cũng kinh hãi nhưng sau đó tiểu muội mới biết hóa ra là hàn đạo hữu dùng bảo vật kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo cho nên mới có thể điều khiển ích tà thần lôi nhanh như thế đây cũng không phải là chuyện kỳ quái mộc thanh trong hắc quang cười khúc khích dùng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo hàn đạo hữu lá gan của ngươi cũng thật lớn chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ rất dễ bị thần lôi phản phệ sao ngươi có thể sống đến hôm nay quả thực là chuyện kinh ngạc mỹ phụ tóc bạc sửng sốt xoay đầu lại nhìn chằm chằm hàn lập nói thần lôi phản phệ Tại hạ dường như chưa bao giờ gặp chuyện này, xin tiền bối nói rõ nguyên do." Hàn Lập vừa nghe thế thì giật mình, như thế nào, Mộc Muội Muội không nói cho Hàn đạo hữu biết chuyện này sao? Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày, hỏi Mộc Thanh, "Ta đã sớm dò xét qua, Hàn đạo hữu may mắn, khu xử ích tà thần lôi vô cùng ổn định, cũng không có chút dấu hiệu phản phệ, hiển nhiên không cần đề cập đến việc này." Mộc Thanh hời hợt trả lời, "Hư, đó chỉ là do ngươi nói mà thôi, ta thì lại không tận mắt nhìn thấy." Mỹ phụ tóc bạc hừ lạnh một tiếng, sau khi đánh giá Hàn Lập thì lạnh lùng nói. Mộc Thanh khẽ cười một tiếng, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thì lục túc đột nhiên nói, đủ rồi, bớt xàm môn đi. Mộc tiên tử mời chúng ta đến không phải chỉ để nói chuyện này chứ. Hàn đạo hữu có thật sự học xong tế lôi thuật không, cho chúng ta xem đi. Lục túc nói không hề sợ hãi, không chút cảm tình. Nhưng vô luận là Mộc Thanh hay Mỹ phụ tóc bạc nghe được thì cũng dùng mình ngậm miệng lại. Mà một trong hai gã huyết bào nhân lại cười nói. Hàn Tiểu Hữu người đã học xong tế lôi thuật, có thể cho chúng ta xem một chút được không? Nghe thấy hai người trước sau nói như thế, Hàn lập cưỡng chế nguyên nhân phản phệ, không người nói các vị tiền bối đã phân phó, vãn bối lập tức làm theo, chỉ là uy lực tế lôi thuật không nhỏ. Nói xong, ánh mắt Hàn lập đảo bốn phía đại điện đánh giá một chút. Hàn Đạo Hữu nói cũng đúng. Tuy một linh điện có chút cấm chế nhưng không thể nào thừa nhận uy lực chân chính của ích tà thần lôi, chúng ta ra ngoài xem. Mộc thanh gật đầu, dẫn đầu đi ra cửa điện. Mấy tên yêu vương còn lại thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng theo sau. Hàn Lập hiển nhiên cũng đi ra. Mấy tên yêu vật thủ vệ ngoài cửa thấy có nhiều yêu vương như vậy thì cũng lộ ra vẻ giật mình. Nhưng hiển nhiên không có ai dám nói gì. Chỉ lát say, mấy người ngừng lại trên một mảnh đất trống, ánh mắt mọi người đảo trên người Hàn Lập. Nhiều tồn tại cấp cao nhìn như vậy khiến Hàn Lập cười khổ trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn thong dong, thanh quang chợt lóe bỗng bay lên không. Mãi cho đến độ cao 20 trượng mới ngừng lại, hai tay bắt quyết, tiếng ầm ầm phát ra, vô số kim hồ hình cung bắn ra, xẹt quanh thân thể. Tiếp theo điện hồ cuồng trướng về bốn phía, chỉ một lát, trong lôi quang kinh người hình thành một điện võng cực lớn. Cùng lúc đó, dưới sự thúc dục pháp quyết của Hàn Lập, hai tay hắn tuôn ra phù văn quỷ dị, nhập vào điện hồ không thấy bóng dáng. Một màn thần bí xuất hiện, điện hồ thô to kia bỗng đột nhiên biến mất, tất cả hóa thành kim quang. Thân trong kim quang thân hình hàn lập mơ hồ, nhưng trong miệng lại niệm chú ngữ. Kim sắc quang hồ chuyển động, phù văn xoay chuyển không ngừng, hơn nữa còn mơ hồ chuyển ra tiếng ầm ầm, hơn nữa càng lúc càng to. Đột nhiên vang lên một tiếng sét đánh, kim quang phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt rồi biến mất. Thân hình hàn lập lần nữa hiện ra, cách người ba thước có một miếng thuần kim đang phiêu phù. Viên cầu này nhìn không bắt mắt, ngoại trừ phù văn gồ ghề thì quang mang cực kỳ ảm đạm, không có chút linh áp, phảng phất chỉ là vật bình thường nhưng vừa nhìn thấy kim cầu này, ánh mắt những tên yêu vương phía dưới lại lộ ra các loại kỳ quang. Mà lúc này vẻ mặt hàn lập ngưng trọng, năm ngón tay nắm lại. Phốc suy, kim cầu hóa thành một đạo kim quang bay thẳng lên trời cao. Sau đó liền biến mất không thấy, cơ hồ đồng thời tay kia của hàn lập vang lên tiếng xé gió, trong lôi quang chấp động, một kim sắc phủ văn cực lớn đồng dạng bắn lên trời. Oanh long long, cuồng phong gào thét, mây đen rậm rạp, một mặt trời như ẩn như hiện trong mây đen, mang theo một cổ khí tức có thể hủy thiên diệt địa. Mặt ngoài mặt trời có vô số điện quang cuồng thiểm không ngừng, tiếng sét đánh lại ầm ầm không dứt. Phía dưới, đám người mỹ phụ cũng biến sắc, dừng tay, ngừng tế lôi thuật của ngươi lại, đến đó là đủ rồi, không cần chân chính phóng ra uy lực của Ích Tà thần lôi. Một giọng nói vang lên, đúng là Lục Túc, Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, nhưng cũng chỉ có thể cười khổ. Tiền bối hiện tại bảo vãn bối dừng tay thì có hơi trễ, vãn bối chưa thao túng thuần thục, hiện tại không thể dừng lại. Vừa dứt lời thì, mặt trời phát ra một tiếng sét đánh, đột nhiên phun ra một đạo kim sắc quang trụ cực lớn, bắn thẳng xuống. Vừa lúc đánh vào đám người dưới đất, tình cảnh làm cho người ta hoảng sợ, nơi quang trụ đi qua, nguyên bản cấm chế hay tinh cương gì đó đều hóa thành cho bụi, một đại động đường kính mấy trượng hiện ra. Kim sắc quang trụ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó liền tiêu tán cùng với mặt trời. Phóng ra một kích này, sắc mặt hàn lập có chút tái nhợt, hai cánh sau lưng trượt động, từ từ bay xuống. Lúc này mây đen cũng tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Thân hình chấp động, huyết bào nhân và mỹ phụ tóc bạc đồng thời xuất hiện tại đại động, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một cái hố đen ngòm, còn có chút khét truyền đến mũi. Dĩ nhiên cái động này sâu không thấy đáy, quả nhiên đã nắm giữ tế lôi chi thuật, ích tà thần lôi quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù là chúng ta cũng không dám đỡ công kích này. Mỹ phụ tóc bạc lộ ra vẻ cổ quái, thì thào tự nói nhưng thật ra ánh mắt huyết bào nhân lại chấp động không thôi, tựa hồ có định giá khác. Còn lục tức và mộc thanh thì không tới nhìn, hai người, một người liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu uy lực của tế lôi thuật, còn người kia thì đã sớm thấy hàn lập thi triển mấy lần, hiển nhiên không cần tới xem làm gì. Mấy vị đạo hữu hài lòng chứ, mộc thanh nhẹ cười rộ lên, chương 1469, Minh Hà Chi Địa. Mặc dù có chút không quá quen thuộc, nhưng uy lực thì không thể nghi ngờ, bất quá mới vừa rồi làm phép, ta lại không ngờ rằng hàn đạo hữu lại không bị thần lôi phản phệ dù chỉ một chú lúc ban đầu hàn đạo hữu tế luyện pháp bảo kim lôi trúc có hay không pháp lực đã hơn xa tu sĩ cung cấp lục túc gật đầu hỏi không sai năm đó vãn bối đích xác tu luyện qua một loại công pháp cổ quái mặc dù tốc độ tu luyện so với thường nhân chậm hơn một chút nhưng tu vi lại thâm hậu hơn một ít vãn bối không bị thần lôi phản vệ chẳng lẽ cũng vì lý do này hàn lập đã hạ xuống mặt đất ngạc nhiên nói mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng là lý do quan trọng nhất. Dù sao pháp lực vốn là trụ cột của tất cả thần thông, cùng thần thông nhưng do tu vi bất đồng thì thi triển với uy lực cũng không giống nhau. Cảnh giới pháp lực của đạo hữu Viễn Siêu, khu xử ích tà thần lôi tự nhiên sẽ có thể cưỡng chế việc thần lôi phản phệ. Hơn nữa trước kia Hàn đạo hữu vẫn chưa biết khu lôi chi pháp, cho nên phản phệ lại cực kỳ nhỏ. Lục Túc bình tĩnh giải thích, nói như vậy, sau này vãn bối thi triển ra tế lôi thuật sẽ có khả năng bị phản phệ. Sắc mặt Hàn Lập đại biến. Cái này không nhất định, người có thể bình yên đến nay thì ngoại trừ lý do pháp lực cao thâm, cũng là bởi vì ngươi đã từng ăn qua thiên tài địa bảo, hay là mang kỳ bảo gì, tu luyện công pháp kỳ diệu gì đó, cho nên vẫn giúp ngươi trấn áp phản phệ. Tối thiểu vừa rồi ngươi thi triển tế lôi thuật, ta vẫn không nhìn ra bất cứ dấu hiệu phản phệ nào. Sự tình về sau thì ta không dám nói, nhưng lúc này đây ngươi căn bản không cần lo lắng về việc này. Thanh âm lục túc thủy chung vẫn bình đạm, mặc dù Hàn Lập không hoàn toàn tin tưởng đối phương, nhưng sắc mặt hiển nhiên vẫn khó coi. Đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả hiện tại hắn vô sự, nhưng sau khi tiến dai, có thể bị ích tà thần lôi phản vệ hay không thì vẫn là chuyện không thể xác định. Mỹ phụ tóc bạc nghe lục túc nói thì hai mắt híp lại một chút, đột nhiên quay đầu nhìn nữ tử trong hắc quang, lạnh lùng hỏi. Một thanh muội muội người tụ tập chúng ta đến đây không phải chỉ để hàn đạo hữu thi triển tế lôi thuật chứ, còn có gì thì nói đi. Một thanh nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nhẹ, không sai, tiểu muội đích xác có vài lời muốn nói cùng mấy vị đạo hiếu. Nếu ngay cả lục túc huynh cũng cho rằng hàn đạo hiếu có thể phát huy đầy đủ uy lực của ích tà thần lôi, thì ta cảm thấy hai năm tới hàn đạo hiếu không cần phải đi đâu nữa, cứ để hắn ở trong một tinh động quen thuộc cách khu lôi, mấy vị cảm thấy thế nào. Mộc thanh không chút giấu diêm ý đồ của mình, thản nhiên nói. Cho dù hàn đạo hiếu nắm giữ được tế lôi thuật, nhưng so với cách khu lôi của ta lại bất đồng, để cho hàn đạo hiếu theo ta học hai năm thì vẫn hơn. Hơn nữa nếu một muội muội muốn thay đổi chủ ý thì cũng phải được lão thân đáp ứng đã. Mỹ phụ tóc bạc trầm giọng, khẩu khí lành lạnh nói. Ha ha, Lam tỷ tỷ nói vậy không đúng rồi, ta chỉ là mượn ích tà thần lôi của hàn đạo hữu bài trừ minh hà cấm chế mà thôi, cần gì phải làm chuyện thừa. Về phần ước định trước đó, nếu có chuyện xảy ra thì tạm thời thay đổi một chút không được sao. Mộc thanh không thèm để ý, cười nói. Lục túc huynh, huyết đạo hữu, ý các người thế nào? cũng đồng ý với Mộc Thanh muội muội sao? Mỹ phụ tóc bạc không để ý tới Mộc Thanh nữa, hỏi ngược lại hai người kia. Ha ha, lão phu không hiểu biết về khu lôi chi đạo, đối với việc này tất nhiên không sao cả, hai vị cứ tự quyết định là được. Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc, hơi hờn nói, không nghĩ sẽ tranh đầu cùng Mộc Thanh và Mỹ phụ. Thấy huyết bào nhân nói vậy, Mỹ phụ tóc bạc ngẩn ra, hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng ánh mắt lập tức xoay chuyển, rơi xuống người lục túc. Lục túc mặc áo choàng đen, cúi đầu tự định giá hai vị đạo hữu nói cũng có lý, hàn đạo hữu nắm giữ được ích tà thần lôi, ta nghĩ đi theo làm đạo hữu nghỉ ngơi hai năm không thành vấn đề. Về phương diện thay đổi ước định, đối với Lam Đạo Hữu cũng không công bằng. Như vậy đi, ta xem không cần phải tới 2 năm, Lam Đạo Hữu chỉ cần chỉ điểm Hàn Đạo Hữu một năm là được, một năm còn lại để hắn tự do một mình. Lục Túc nói, nghe được lời ấy, Mỹ phụ tóc bạc nhướng mày, mà Mộc Thanh cũng trầm mặc. Ta biết hai người các ngươi không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng chớ quên đại sự sắp đến, ngay cả chúng ta có thể đi vào Minh Hà Chi Địa hay không vẫn chưa thể xác định. Nếu các ngươi không phục sẽ để xảy ra sai lầm, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bỏ qua kỳ ngộ ngàn năm có một ngày sao? Lục túc thấy nhị nữ không nói gì thì thanh âm bỗng nhiên băng lãnh. Nghe xong lời này, thần sắc hai nàng vừa động, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt Mỹ phụ thiểm thước, đột nhiên môi giật giật, truyền âm cho Mộc Thanh. Mà thanh âm ấy khi vào tai Mộc Thanh lại khiến nữ tử này thần sắc đại biến, một lúc lâu mới trần chờ mở miệng. Điều ngươi nói là thật sao, thật sự có bảo vật như vậy. Một muội muội hẳn cũng biết, ta thần là quỷ đạo, nhưng ngay cả vật ấy có thần diệu vạn phần thì cũng vô dụng đối với ta. Mỹ phụ tóc bạc chấn định trả lời, nếu Lam Tỷ nói như vậy thì ta đáp ứng điều kiện này. Tựa hồ vật mà Mỹ phụ tóc bạc nói tới rất quan trọng với Mộc Thanh, nàng tự nhiên đáp ứng. Tốt, ta nghĩ lần này Mộc Thanh muội muội sẽ không nói thêm gì nữa. Mỹ phụ tóc bạc thản nhiên cười, âm phong nổi lên đầy trời, hóa thành một đạo hôi quang trực tiếp bay đi. Thấy cảnh này, hai gã huyết bào nhân sửng sốt, nhưng lục túc lại không có chút khác thường, giống như không thấy Mỹ phụ rời đi. Nhị vị đạo hiếu, tiểu muội và lam tỷ đã thương lượng xong, hàn đạo hiếu không cần đến chỗ nàng nữa, thời gian còn lại sẽ để cho hàn đạo hiếu quen thuộc khu lôi chi đạo. Hai vị đạo hiếu cảm thấy thế nào? Mộc thanh mỉm cười hỏi, hắc hắc, lão phu vẫn là lời nói trước kia, tất cả do hai vị đạo hiếu tự xử lý lão phu sẽ không nhúng tay vào. Huyết bào nhân khôi phục thần sắc như bình thường, cười hắc hắc quái dị. Nếu như không có chuyện gì lớn thì ta cũng không có ý kiến. Lục túc lạnh như băng nói, Mộc Thanh nghe vậy hiển nhiên mừng rỡ, nhưng Hàn lập lại thở dài một hơi, hiển nhiên hắn không biết tình huống thế nào, Mộc Thanh và Mỹ Phụ đã đạt thành ước định gì về hắn, điều này làm hắn buồn bực trong lòng, không khỏi cảm thấy bất an. Sau đó không lâu, Lục túc và hai gã huyết bào nhân cũng rời đi, Hàn Lập đi theo Mộc Thanh vào đại điện. Hàn Đọa Hữu người mới vừa rồi nghe mấy người kia nói, trong lòng hẳn là có chút khó hiểu. Bất quá hiện tại cũng là lúc nói rõ cho Đạo Hiếu biết sự tình. Ta có thể trả lời ngươi ba vấn đề, nhớ kỹ chỉ có ba mà thôi. Sau đó ta sẽ khôn ninh trả lời bất cứ vấn đề gì nữa. Nhưng ta cũng có trao đổi, muốn Hàn Huynh sau khi tiến vào Minh Hà Chi Địa thì làm giúp ta một việc. Mộc Thanh lần nữa ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói với Hàn Lập. Làm một việc, Hàn Lập dùng mình, cẩn thận hỏi. Không sai, trong hai năm qua ta truyền thụ cho ngươi khu lôi chi thuật, lại chỉ điểm cho ngươi một số vấn đề khi tu luyện. Hơn nữa lại trả lời ngươi ba vấn đề, ngươi làm một việc cho ta, hẳn là không quá phận. Đôi mắt đẹp của Mộc Thanh nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi nói. Hiển nhiên không quá phận, Hàn Lập miễn cưỡng cười, yên tâm, sẽ không để ngươi làm chuyện vượt quá khả năng, nói đến việc này kỳ thật là muốn mượn sức của ích tà thần lôi mà thôi nếu không ngươi thật sự tưởng rằng chúng ta có vài phần tôn trọng ngươi sao. Thanh âm Mộc Thanh trở nên âm lệ, Hàn Lập nghe xong thì ngược lại trong lòng buông lỏng, sau khi tự định giá thì cũng nghiêm mặt trả lời. Nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối sẽ không từ chối, trong minh hà chi địa, chỉ cần trong khả năng, không nguy hiểm đến tính mạng thì vãn bối sẽ đáp ứng. Hắc hắc, ngươi cũng không ngốc, bất quá không sao cả, ngươi hỏi đi. Mộc Thanh cười cười, vãn bối muốn biết, minh hà chi địa là nơi như thế nào, có nguy hiểm gì so với bên ngoài không? Hàn Lập ngẩng mặt nhìn Mộc Thanh, một hơi hỏi ra hai vấn đề. Minh Hà Tri Địa là tầng thấp nhất dưới lòng đất mà bốn người chúng ta nhất thời phát hiện ra vào trăm năm trước, bên trong có đủ các loại ác quỷ hung hồn. Về phần nguy hiểm bên trong thì nhiều vô số, có cả những quỷ vương hồn yêu thực lực không hề dưới ta. Hơn nữa nơi đó lại rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng e ngại. Năm đó yêu vương chúng ta tiến vào không phải là bốn mà là năm người, nhưng một kẻ đã chết. Tất nhiên lần đó chúng ta không tìm hiểu kỹ phiến không gian đó, chưa chuẩn bị chu đáo, nhưng thật sự đó cũng là nơi hiểm ác. Mộc Thanh đối với câu hỏi của Hàn Lập không cảm thấy kỳ quái, chỉ là ngưng trọng giải thích. Hàn Lập nghe xong thì trong lòng không khỏi trầm xuống, nhưng miệng vẫn nghi hoặc hỏi. Mấy vị tiền bối tự mình đến Minh Hà Chi Địa, đã như vậy còn bảo là nguy hiểm, hẳn là có nguyên do chứ. Ha ha, Hàn Tiểu Hữu đề cập đến vấn đề này, có hay không nên tính là câu hỏi thứ ba. Mộc Thanh cười, Hiển nhiên không tính, Hàn Lập vội vàng phủ nhận, chỉ nghe thấy tiếng cười mộc thanh ngừng lại, thanh âm chậm rãi nói: "Bỏ đi, vấn đề này không có gì, ta sẽ giải thích miễn phí cho ngươi. Cái không gian kia bị một tầng thủy lung cháo quỷ dị dày khoảng vạn trượng bao bọc, người bình thường khi tiến vào trong nước sẽ bị mất đi ba hồn sáu phách, thân hình hóa thành âm thi, vĩnh viễn ở tại âm thủy. Bởi vậy chúng ta mới gọi nó là Minh Hà chi địa." Chương 1470, Hắc Mộc cùng Kim Viên. Thì ra là thế. Được rồi, ta chỉ trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng nữa thôi, ngươi hãy suy nghĩ cẩn thận." Thanh âm Mộc Thanh lạnh lùng, "Ta muốn biết, sau khi tiến vào Minh Hà chi địa, Tiền Bối muốn vãn bối làm chuyện gì?" Hàn lập tự định giá rồi hỏi, mặc dù hắn muốn hỏi mấy tên yêu vương này tiến vào Minh Hà chi địa làm gì, nhưng so với bản thân thì chuyện này quan trọng hơn. Không hỏi rõ việc này, trong lòng hắn hiển nhiên khó chịu. "Ngươi thật sự muốn hỏi việc này?" Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn, "Không sai." xin tiền bối nói rõ hàn lập không chút do dự nói ngươi không tiếc lãng phí cơ hội cuối cùng chỉ để hỏi vấn đề này rất đơn giản ta sẽ nhờ ngươi đi lấy một vật đối với ta rất hữu dụng nhưng vật này lại bị một ma vật cực kỳ lợi hại canh giữ một mình ta đi lấy có chút khó khăn chỉ có ít tả thần lôi của ngươi mới có thể khắc chế ma vật nữ tử thản nhiên nói ma vật không phải minh hà chi địa là nơi quỷ vật tụ tập sao hàn lập nhíu mày có chút kinh ngạc nơi đó đích thật quỷ vật âm hồn chiếm đa số nhưng cũng có trộn lẫn một số ma vật lợi hại trong đó. Còn nguyên nhân thế nào thì không cần hỏi, bởi vì ta cũng không biết." Mộc Thanh nói, Hàn Lập nhất thời cứng miệng, "Bất quá ngươi yên tâm, có Ích Tà Thần lôi trợ giúp, chuyện cứ để ta tự mình ra tay, giải quyết ma vật đó không thành vấn đề. Mặt khác, chỉ cần có được vật đó, ta sẽ để ngươi tự tìm bảo vật, ngươi không phải là người của Phi Linh tộc, hiển nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với việc này." Trong mắt Mộc Thanh hiện lên vẻ xảo trá, "Đồ vật?" Hàn Lập lộ vẻ nghi hoặc. Năm đó khi yêu chiều bộc phát thì ta từng mạo hiểm giết chết một gã trưởng lão phi linh tộc, kết quả từ tay hắn lấy được một lọ chân thánh chi huyết, theo ta được biết thì đối với các người chính là vật vô giá. Mộc thanh hãnh diện nói, là chân thánh chi huyết, hàn lập kinh hãi, chân linh ngũ sắc khổng tước là thế nào, cho dù ngươi không thể sử dụng, nhưng nếu có thể mang về trong tộc thì cũng được rất nhiều chỗ tốt. Lời nói mộc thanh tràn đầy hấp dẫn, điều này cũng khó trách, chân linh chi huyết không chỉ là thần vật của phi linh tộc, ngay cả dị tộc khác cũng xem vật ấy là trí bảo. Dù sao chân linh chi huyết vô luận là luyện đan hay luyện khí cũng rất kỳ diệu. Mà thanh đam chân linh của ngũ sắc khổng tước lại rất lớn, là phi cầm đứng đầu. Trong lòng Hàn Lập hiển nhiên mừng rỡ, hắn tu luyện kinh chập thập nhị biến, đã học được ba loại biến hóa, bất ngờ là cũng có bí thuật biến thân của ngũ sắc khổng tước. Chỉ cần hấp thu linh huyết này, hắn lập tức tu luyện xong khẩu quyết, có thể hóa thân thành ngũ sắc khổng tước. Kinh chập quyết có 12 loại biến hóa, càng học nhiều thì uy lực càng đáng sợ. Dựa theo pháp quyết nói, học nhiều sẽ làm uy lực biến thân tăng lên ba thành. Trên lý luận thì sau khi học tất cả, có thể làm thực lực biến thân tăng lên hơn 4 lần. Đương nhiên tùy theo tu vi thì uy lực cũng tăng lên. Kể từ đó, sau khi biến thân có thể nắm giữ nhiều loại thần thông. Bởi vậy có thể thấy được sự đáng sợ của kinh chập quyết. Mà thần thông ngũ sắc thần quang của ngũ sắc khổng tước lại càng vang danh linh giới. Nghe nói nơi nào bị ngũ sắc thần quang đi qua, ngũ hành chi vật đều bị cấm, cũng có công hiệu giống như nguyên tử thần quang của Hàn Lập. Đương nhiên uy lực chính thức của hai người thì vẫn cách nhau một trời một vực. Sắc mặt Hàn Lập như thường, nhưng trong mắt có một tia vui mừng lẫn sợ hãi, hiển nhiên không thể giấu được Mộc Thanh. Nàng mỉm cười, nói thêm, xem ra Hàn Đạo Hiếu rất thích chân huyết của ngũ sắc không tước, cứ như vậy đi, trước tiên ta đem phân nửa chân linh chi huyết giao cho ngươi, sau khi sự tình hoàn thành sẽ giao nốt phần còn lại. Mộc Thanh nói xong thì lật tay lại, nhất thời một cái bình đỏ tươi xuất hiện. Nữ tử này ném bình nhỏ về phía Hàn Lập, trong mắt Hàn Lập chợt lóe dị sắc, bắt lấy bình nhỏ vào tay, lập tức mở ra. Nhất thời một tiếng thanh minh truyền ra, ngũ sắc quang mang bốc lên, giống như có vật gì muốn từ trong bay ra. Phốc, Hàn Lập không chút do dự đóng nắp bình lại. Tích tắc vừa rồi, hắn đã dùng thần niệm đảo qua vật trong bình. Mặc dù chưa gặp qua loại chân linh chi huyết này, nhưng khí thức kinh người bên trong hẳn không giả. Đa tạ tiền bối ban thưởng linh huyết. Hàn Lập không khách khí, thu bình lại rồi không người tạ ơn. "Hắc hắc, đến lúc đó đừng quên trợ giúp thiếp thân một tay là được. Hiện tại ngươi có thể rời đi, ngoại trừ tầng 3 thì các nơi khác ngươi có thể tùy thời dùng để tu luyện. Mấy năm sau, khi chuẩn bị xong, ta sẽ gọi ngươi." Mộc Thanh gật đầu, thân sắc Hàn Lập thoáng trầm ngâm, không nói thêm gì, không người thi lễ, thanh quang lóe lên, sau vài lần độn quang đã biến mất. Mộc Thanh nhìn độn quang của Hàn Lập biến mất, ý cười trong mắt lập tức biến mất. Một lát sau, nữ tử này bỗng nhiên bắt quyết, nhất thời hắc quang dưới thân cuồng thiểm, một cái hắc sắc quang trận hiện ra. Bóng người chợt lóe, một thanh biến mất, mà hắc sắc quang trận cũng tiêu tán theo. Cơ hồ cùng lúc đó, tại một tinh động, thân hình một thanh lần nữa xuất hiện. Nữ tử này liếc mắt nhìn đại môn trước người, không chút do dự tiến lên. Phốc suy, cấm chế trên cửa phảng phất như mặt nước bị kích thích, không ngừng dao động gợn sóng, nhưng hắc quang trên người một thanh lại lưu chuyển, dung nhập vào cánh cửa không thấy bóng dáng. Sau một khác, tại bên kia cửa, thân ảnh Mộc Thanh lại hiện ra. Trước mắt nữ tử này là một hoa viên với rất nhiều cự hoa. Những cự hoa này thể tích cực kỳ kinh người, có cái nở, có cái chưa nở. Nhưng mỗi đóa cự hoa đều tản ra linh khí kinh người. Giữa những cự hoa có một con đường nhỏ uốn lượn, Mộc Thanh không chút trần chờ bước trên đường nhỏ, chậm rãi đi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, không biết gặp qua bao nhiêu cự hoa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bãi cỏ xanh biếc trung tâm bãi cỏ có một gốc cây toàn thân đen thui đứng vững vàng. Thân cây cao năm 60 trượng, vô cùng lớn, nhưng hình dáng lại rất kỳ lạ. Thân cây phảng phất có một danh giới vô hình, một nửa lá cây rậm rạp tươi tốt, còn nửa kia thì khô héo ít ỏi, phảng phất như đã chết. Nhìn sắc sắc cửa mục phía trước, dị quang trong mắt mộc thanh thiểm động, bước chân dừng lại trước thân cây khoảng 10 trượng. Cơ hồ cùng lúc ấy, một nửa bên đại thụ rậm rạp chợt phát ra linh quang, tiếp theo một hắc sắc hà quang bắn thẳng đến mộc thanh. Một mà khó tin xuất hiện, dưới hắc quang, quần áo Mộc Thanh biến mất, hiện ra một thân ảnh thon thả mê người. Hình dáng lộ ra, đúng là một nữ tử với làn da đen, có lẽ lẽ nữ này không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng trên trán lại phát ra một cổ sát khí nồng đậm, khiến thường nhân vừa nhìn đã kinh hãi không thôi. "Kim lão có ở đây không?" Nữ tử nhìn cự Mộc chốc lát, đột nhiên lạnh như băng quát một tiếng. Kim Quang chợt lóe, một đoàn kim ảnh xuất hiện trước người Mộc Thanh, ôm quyền nói: "Tham kiến chủ nhân." Kim Linh vẫn ở đây. Kim ảnh đúng là một thương viên toàn thân kim quang trói mắt, cao ba thước, sau lưng đeo song kiếm bắt chéo, dâu tóc bạc trăng, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt cung kính. Mời Kim lão đứng lên, trong khoảng thời gian này không có ai tới rình nơi này chứ. Mộc thanh đối với thương viên lại vô cùng khách khí, sau khi khoát tay bảo không cần thì cất tiếng hỏi. Không có, hai năm qua Kim Linh ngay cả một tấc cũng không rời khỏi bổn thể của chủ nhân, không có bất cứ thứ gì dị thường. Thương viên không chút do dự trả lời. Tốt, mấy năm nay may mà có kim lão, người cũng biết, thần thông của ta so với những người khác cũng không yếu kém, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có nhược điểm chí mạng là bản thể linh mục này. Không thể không làm phiền kim lão giúp ta trông coi, một thanh thở dài nói, chủ nhân cần gì nói những lời này, năm đó ta bất quá chỉ là một giã viên bình thường, thường xuyên trêu chọc bản thể của chủ nhân, nếu không phải sau khi chủ nhân thông linh lại bỏ qua, thì sao hôm nay có thể có kim linh này. Huống hồ có một lần khiến kim linh nhất thời không tra ra, bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn, thiếu chút nữa cướp đi bản thể chủ nhân. Nếu không phải chủ nhân sớm dự cảm, không tiếc từ bỏ một nửa nguyên khí bản thể, tự bạo đánh trọng thương kẻ đó thì sợ rằng Kim Linh sớm đã không thể vãn hồi sự sai lầm. Nhưng cứ như vậy, bản thể linh mộc của chủ nhân nếu muốn khôi phục như lúc đầu thì sợ rằng còn không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng. Vẻ mặt thương viên ngần ngại, "Sự tình lần trước cũng không thể trách ngươi, là ta nhất thời khinh thường." tưởng rằng liên thủ với đám người lục túc thì không kẻ nào có thể uy hiếp đến bản thể của ta, mới khiến cho kẻ đó chui vào khoảng không. Bất quá người nọ nếu có thể lẻn vào nơi ta giấu bản thể thì ắt có thể rời đi, cũng có thể là người quen thuộc với tất cả mọi người ở mục tinh động. Người này là ai, ta cũng biết được đôi chút, chỉ là ta không muốn đả thảo kinh xà, cho nên vẫn ra vẻ không biết. Chờ ta trở về từ Minh Hà Chi Địa, chiếm được tất cả thì ta sẽ đem người này rút gân lột ra, báo thù cho bản thể của ta. Sắc mặt Mộc Thanh âm trầm, trong mắt hiện lên một tia sát khí. Chương 1471, tâm cơ khó dò. Nếu chủ nhân đã rõ thì Kim Linh yên tâm, bất quá lần này chủ nhân đi vào Minh Hà chi địa, đối với bản thể Mộc Linh sẽ xử lý thế nào? Thương Viên do dự một chút, rồi hỏi ra chuyện hắn quan tâm. "Điểm này ta tự có lo lắng, ta chuẩn bị mang bản thể Linh Mộc đi theo." Mộc Thanh bình tĩnh trả lời, "Chủ nhân, điều này sao có thể? Minh Hà chi địa là nơi nguy hiểm." vạn nhất chủ nhân bị nhốt ở đó hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn còn bản thể bên ngoài, chỉ cần tốn chút năm tháng là có thể lần nữa ngưng hình sống lại. Nhưng nếu đều bị nhốt tại Minh Hà Chi Địa thì chẳng phải hoàn toàn mất cơ hội hay sao? Hơn nữa bản thể linh mộc không thể bị giữ trong túi chữ vật một thời gian dài, Minh Hà Chi Địa không có một ngọn cỏ, càng không thể trực tiếp trồng. Kim viên biến sắc, yên tâm. Nếu ta có dũng khí mang bản thể tiến vào minh hà chi địa thì hiển nhiên có 7 tám phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra vì thế ta đặc biệt luyện chế một cái chữ vật có thể để linh mục bên trong nhiều năm nếu không thì ta sao có thể yên tâm đem bản thể ra ngoài ngay cả thần thông của ngươi không nhỏ không hề kém ta nhiều nhưng nếu là có người chủ tâm ám toán thì ta cũng không có cách nào bảo vệ được bản thể mộc thanh lắc đầu đi đến trước khắc sắc cửa mộc dùng tay vuốt thân cây nói nếu chủ nhân đã hạ quyết tâm thì kim linh cũng sẽ theo chủ nhân tiến vào minh hà chi địa giúp chủ nhân một tay thương viên nghe mộc thanh nói thế thì tự định giá nói. Ha ha, Kim Lão không nói thì ta cũng định làm thế. Dù sao mấy năm nay mặc dù ta thu được vài tên thủ hạ đắc lực, nhưng chỉ có người mới chính thức làm ta yên tâm. Sau khi theo ta tiến vào Minh Hà Chi Địa, người cũng không cần làm chuyện khác, chỉ cần giúp ta trông chừng tiểu tử họ hàn kia là được. Đương nhiên lúc hắn nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ mạng nhỏ của hắn. Một thanh thản nhiên cười, hàn tiểu tử, chính là người mà chủ nhân mang về hai năm trước, kim viên chợt lóe hàn quang, xác nhận hỏi, không sai, người nọ không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế ở Minh Hà Chi Địa, mà cũng rất quan trọng đến việc bản thể của ta hồi phục nguyên khí. Thần sắc Mộc Thanh ngưng trọng gật đầu, ta chắc chắn sẽ lưu tâm đến người này. Kim viên vỗ ngực cam đoan, trước khi chính thức tiến vào Minh Hà Chi Địa, người không cần lo cho an nguy của người này. Cho dù chúng ta không rét ai, thì những người khác cũng muốn dùng hắn bài trừ Minh Hà cấm chế, tuyệt sẽ không để hắn bị thương dù chỉ là đầu ngón tay. Nhưng sau khi vào Minh Hà Chi Địa thì lại cần đến Kim Lão giúp. Một thanh trầm ngâm một lúc rồi nói, chủ nhân yên tâm, Kim Linh đã rõ, Kim Viên nghiêm nghị đáp ứng, tốt, vậy thì ta yên tâm, nơi đây tạm thời giao cho ngươi trông coi, đến ngày xuất phát, ta sẽ trở lại gọi ngươi. Một thanh thở phào, trong kết giới thật lớn bên dưới huyết diễm cung, hai gã huyết bào nhân sóng vai đứng cùng một chỗ, trước mặt hai người là tử huyết khôi lối cực lớn, giờ phút này yêu mục của khôi lối chấp động những tia huyết mang dị thường, nhìn hai gã huyết bào nhân trước mặt. Hai gã huyết bào nhân cũng không sợ, nhìn thẳng vào mắt khôi lỗi. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài thật sâu từ miệng khôi lỗi truyền ra. Nói như vậy, Mộc Thanh và quỷ bà đã đạt thành hiệp nghị gì đó, muốn lợi dụng tiểu tử kia chia bảo vật. Hừ, may mà bổn tỏa đã sớm đoán trước, bảo hàn tiểu tử giúp chúng ta luyện chế ích tà chiến giáp này, tiểu tử này mang theo linh thị, đến lúc đó người nào không chế người nào vẫn là chuyện khó nói. Mặt khác cho dù lục túc, quỷ bà đều rất rào hoạt, nhưng cũng không nghĩ ra bổn tỏa đã sớm bỏ qua song sát ma thể, đem nguyên thần hòa hợp cùng thân thể khôi lỗi này, trong ma thể bất quá chỉ là nguyên thần thứ hai mà thôi. Dựa vào ích tà thần lôi, muốn tiến vào minh hà chi địa, chiếm được vật kia làm khôi lỗi lần nữa tiến dai, bổn tọa mượn khôi lỗi chi khu tiến vào đại đạo cũng không phải là mộng tưởng nữa rồi. Hắc hắc, bảo vật trong ma phần, hiển nhiên sẽ không thể để hai nàng các ngươi độc chiếm. Một thanh âm nam tử xa lạ từ trong thân thể khôi lỗi chuyển ra, làm rung chuyển cả kết giới. Mà hai gã huyết bào nhân thì lại lộ vẻ đã hiểu, thúc thủ mà đứng, một tiếng cũng không nói. Một chỗ sâu trong uyên canh, trong một hạp cốc hắc phong cuồng vũ, mỹ phụ tóc bạc phiêu phủ giữa không trung, trong tay đang cầm một vật, ánh mắt thản nhiên quét xuống phía dưới. Bên dưới là kình phong, mơ hồ có thể thấy được vô số nhân ảnh dưới đó. Những nhân ảnh này cao mấy trượng, bên ngoài bao bọc bởi hắc sắc quái giáp, diện mạo mơ hồ. Mỹ phụ tóc bạc đánh giá nhân ảnh trong chốc lát rồi thu ánh mắt lại, nhìn vật trong tay, đây là một viên châu xanh biếc, không biết là loại bảo vật nào, toàn thân phát ra một linh khí vô cùng tinh thuần. Nhưng thần sắc Mỹ phụ tóc bạc lại bất định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Mà trong một tầng thần bí khác, có một tế đàn cao hơn trăm trượng, một viên hôi bạch nhãn cầu cực lớn đang phun ra vô số hôi ti, đem tất cả âm khí gần đó hút vào. Lục túc mặc một bộ áo choàng màu đen, đối với tất cả những việc này nhìn kỹ, chỉ là hai tay chắc sau lưng, thâm thúy nhìn trời cao, thân hình vẫn không nhúc nhích. Thứ duy nhất lộ ra ngoài áo choàng là đôi tay, dĩ nhiên lại vô cùng thua to, mặt ngoài có phù văn màu xám trắng không đồng nhất. Mà bên kia, một đạo thanh hồng từ từ phi hành, trong độn quang là một thanh niên mặc thanh bào, đúng là Hàn Lập vừa rời khỏi một thanh không bao lâu. Bởi vì trên người mang ấn ký của bốn gã yêu vương, cho nên bất luận đi đến đâu cũng không có khả năng giấu giếm được bọn chúng, Hàn Lập muốn tìm một chỗ hẻo lánh hạ xuống. Về phần nhân cơ hội chạy trốn thì hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Một ngày không giải quyết được ấn ký, tuyệt không thể chạy thoát. Những yêu vương này cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng trong vòng mấy năm này cũng đủ để hắn luyện hóa được nửa bình linh huyết của ngũ sắc không tước, vì thế tu thành biến thân chi thuật. Nguyên bổn chân linh chi huyết nhập vào không phải là chuyện tùy ý là có thể, mà bản thân phải có huyết mạch đặc thù hoặc là có bí thuật đặc biệt gì đó trợ giúp. Nhưng 12 quyết trong kinh chập lại có thể giải quyết vấn đề nan giải này. Điều này có thể thấy được, đại trưởng lão Thiên Bằng tộc, người sáng lập ra pháp quyết này đúng là thiên tư mút trời. Mặc dù Hàn Lập biết ngay cả khi tu thành thần thông này cũng không phải là đối thủ của tồn tại hợp thể kỳ, nhưng tối thiểu tại Minh Hà Chi Địa cũng có thêm vài thủ đoạn giữ mạng. Đương nhiên nếu có thể lặng yên suy nghĩ ra phương pháp tiêu trừ ấn ký thì hắn sẽ không trì hoãn, lập tức bỏ chạy. Mặc dù chỉ nghe một thanh tâm sự vài câu có liên quan đến Minh Hà Chi Địa, nhưng có thể làm cho yêu vương cấp hợp thể kỳ chết thì cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm. Hàn Lập âm thầm tự định giá, phi thành hơn nửa tháng thì rốt cuộc dừng lại tại một vùng núi. Vùng núi này không biết cách chỗ đám người một thanh bao nhiêu ngàn dặm, nhưng linh khí nơi này không cao, cũng không có yêu vật cấp cao tụ tập. Hàn lập sau khi bay một vòng xem xét thì rốt cuộc gật đầu hài lòng, tại trung tâm một ngọn núi hạ xuống. Mấy canh giờ sau, Hàn lập dễ dàng tạo ra một động phủ đơn giản, khi tiến vào lập tức bày ra cấm chế, thả ra bạch vụ bao phủ cả tòa cự sơn. Hàn lập tiến vào mật thất trong động phủ, đóng chặt cửa, bộ dáng muốn bế quan lâu dài. Thời gian trôi qua, Hàn lập ở đây đã được bốn mùa, xuân hạ thu rồi đến đông, mà đám người Hàn Lập tựa hồ cũng quên mất Hàn Lập, vẫn đang bận rộn chuyện của mình. Một ngày vào hai năm sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên một khối bổ đoàn, tay đang cầm một mộc côn nhìn có vẻ bình thường. Mộc côn này một mặt gồ ghề, còn mặt khác lại sắc bén như đao thiết, toàn thân có hoa văn xanh biếc. Đúng là thứ Hàn Lập khổ cực thúc dục, huyền thiên quả thật. Những năm gần đây hắn vẫn dùng linh dịch trong bình thần bí rót vào, kết quả qua nhiều năm như vậy, vật ấy vẫn chưa thay đổi ngoại hình. Chỉ là ẩn sâu bên trong có quang điểm bạch sắc, so với lúc trước thì to gấp mấy lần, quang mang lóe ra, có vẻ có chút đáng chú ý. Hàn lập từ nay về sau mấy lần dùng lực, thậm chí dùng cả tinh huyết thôi động vật ấy nhưng vẫn không được. Lúc này đây thí nghiệm hiển nhiên cũng không có kết quả. Nhẹ thở dài một hơi, Hàn lập chỉ có thể đem một bổng thu vào túi chữ vật, sau đó vẻ mặt trầm ngâm tự định giá. Hai năm qua, hắn rốt cuộc dùng kinh chập quyết đem chân linh chi huyết của ngũ sắc khổng tước dung nhập thân thể, luyện thành công biến thân kết quả là tu vi tăng tiến không ít, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu không phải không có khẩu quyết chân long thiên phượng, hắn thật sự muốn đem hai loại linh huyết này dung nhập thành một, xem thử tu vi của mình tăng tiến đến mức độ nào. bất quá hai năm nay hắn cũng bắt đầu dùng chân tiềm linh dịch, nhưng đáng tiếc linh dịch mặc dù này hiệu quả kinh người, nhưng thời gian quá ngắn vẫn không thể làm tu vi tăng nhiều. về phần ấn ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì cũng vô kế khả thi, kể từ đó việc hắn tiến vào minh hà chi địa là điều không thể tránh khỏi. Hàn lập nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi hiện lên một tia trầm ngâm. Nhưng một lát sau, thần sắc hắn vừa động, ánh mắt quét về một chỗ gần cửa, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Bỗng nhiên nắm tay hư không chảo về cánh cửa, phốc suy, cấm chế trên cửa ba động, một vật đen thui bắn vào, bị hắn chộp lấy. Hàn lập ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đại biến, đứng dậy. Là một cái mục hạp cỡ một thước, mặt ngoài trái đen, trông vô cùng xấu xí chương 1472, nhị nữ tới chơi. Hàn lập đảo thần niệm qua mộc hạp, tiếp theo lại dùng tay vuốt ve vật ấy một chút, trầm ngâm không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mở mộc hạp ra, vù một tiếng, từ bên trong bay ra một viên châu màu đen. Viên châu này xoay tròn trước mặt hàn lập, hóa thành một đoàn hắc hà, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, hàn lập chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như có một mặt trời, trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên khoát tay chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra mấy chữ nhỏ quỷ dị chỉ lớn bằng hạt gạo vô cùng mờ nhạt hàn lập nhìn một cái rồi run cổ tay lên sau khi thanh quang chấp động mấy chữ nhỏ liền biến mất hắn thoáng trầm ngâm sau đó thanh quang nổi lên hóa thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi tính thất thẳng đến đại môn của động phủ một lúc sau ngay tại một sơn cốc vô danh một đạo thanh hồng giống như du long bắn nhanh tới thanh quang nội liếm thân hình hàn lập liền xuất hiện hắn nhìn sơn cốc phía dưới vài lần rồi từ từ bay xuống Diện tích sơn cốc này bất quá chỉ hơn ngàn trượng, một mặt sơn cốc có đống loạn thạch, Hàn Lập liền hạ xuống đó. Hàn Mỗ đã đến đúng hẹn, nhị vị đạo hữu xin hiện thân. Hai chân Hàn Lập vừa chạm đất liền bất động thanh sắc nói. Ha ha, nhiên sư tỷ, ta đã nói chút thuật ẩn thân đó không thể gạt được Hàn Huynh mà. Ta cũng biết thần thông của Hàn Đạo Hữu khẳng định là bất phàm, chẳng qua chỉ muốn thử một lần mà thôi. Sau một trận cười khẽ, hôi sắc quang Hà nổi lên, hai nữ tử dung mạo xinh đẹp hiện ra một người da thịt trắng như tuyết một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn kiều mị vô cùng cả hai cùng cười tươi đúng là nhị nữ nguyên giao và nghiên lệ mộc hạp mà hàn lập nhận được ở trong động phủ chính là được luyện chế từ dưỡng hồn mộc lấy được tại hư thiên điện hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra chính là không biết nhị nữ thi triển thần thông thần bí gì mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa mộc hạp đến mật thất của hắn quả nhiên là nhị vị đạo hiếu nguyên cô nương khi xưa từ biệt tại loạn tinh hải tại sao đến bây giờ lại xuất hiện? Hàn lập nhìn nhị nữ, trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc, từ từ hỏi. Hàn huynh, chẳng lẽ huynh diếu cờ tiểu muội sao, huynh nhìn ta và nghiên sư tỷ không có gì lạ sao? Nguyên giao thu hồi vẻ tươi cười, thở dài một hơi. Điều này cũng đúng, là hàn mỗ xuất ngôn không đúng, bất quá, ta thấy nhị vị cô nương cũng không giống như là quỷ vật, trong đó chắc có chút kỳ hoặc nào đó. Hàn lập cảm thấy âm khí kinh người trên người nhị nữ, nhướng mày nói. Hàn Huynh đoán không sai, ngày đó sư muội vì cứu ta mà bị hút vào trong quỷ vụ tại loạn tinh hải. Hai người chúng ta mượn âm minh chi khí tu thành âm dương luân hồi quyết. Nhưng thuật người quỷ hợp nhất như vậy cũng biến chúng ta thành nửa người nửa quỷ. Nói cho cùng là do ta không có thân thể, mới làm liên lụy tới nguyên sư muội. Vẻ mặt nghiên lệ ái náy, sư tỷ, tỷ đừng nói như vậy, năm đó nếu tỷ không ra tay cứu giúp thì muội đã sớm không biết sống chết thế nào. Hiện tại sư tỷ ra nông nỗi này, nguyên giao biến sắc, Vội vàng nói, Nhiên Lệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ, Âm Dương Luân hồi quyết, Hàn Lập nhíu mày, không sai, xem ra Hàn huynh cũng biết không ít về pháp quyết này. Nhiên Lệ quay đầu lại, đôi mắt đẹp chớp động nói, Hàn Mộ đích xác biết một chút về công pháp này, nói như vậy nhị vị đã mất tư cách tiến vào Luân hồi chi đạo. Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, Nhiên Lệ thì hắn không biết, nhưng những chuyện năm đó nguyên giao làm thì hắn cũng có chút khâm phục. Năm đó nếu ta không cùng sư tỷ hợp công thì sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt tại nhân giới, cho nên đối với việc tu luyện pháp quyết này, Nguyên Giao vẫn không hối hận. Nhưng thật ra Hàn Huynh cũng có thể phi thăng linh giới, chuyện này đúng là làm người ta cực kỳ bội phục. Nguyên Giao cười với Hàn Lập, lấy linh khí thiếu thốn tại nhân giới, ta cũng không phải dùng phương pháp bình thường để đến linh giới. Bất quá nhị vị đạo hữu tại sao lại hẹn gặp nơi đây, nơi đây không phải là khu vực của nhân tộc chúng ta. Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi. Ta và sư muội cũng không biết là vì nguyên cớ nào, 200 năm trước sau khi ta và sư muội luyện thành Âm Dương Luân Hồi Quyết, mới vừa tiến vào cảnh giới Hóa Thần Kỳ thì đột nhiên bị một đạo âm phong thật lớn bao vây, bị thổi ra khỏi chỗ tu luyện, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã trực tiếp tiến vào nơi này, tiếp theo cũng được quỷ phiền thu làm môn hạ. Ta và Nghiên Lệ ở nơi đây ngây ngốc hồi lâu, mới biết bản thân đang ở linh giới. Vẻ mặt Nghiên Lệ hiện lên một tia mờ mịt nói tiếp lời hàn lập nghe thấy mấy lời này thì cảm thán không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần vì để nhập cư trái phép đến linh giới mà hao tốn rất nhiều tâm tư kết quả vẫn không như ý nguyện mà nhị nữ này chỉ cần công pháp đại thành liền mơ hồ bay tới linh giới thế gian vạn sự thật đúng là không gì không thể nhị vị đạo hữu đến linh giới như thế nào điểm ấy ta không đoán ra được nhưng vì sao không rơi xuống khu vực nhân giới chẳng lẽ là vì duyên cớ âm dương luân hồi quyết hàn lập hơi trầm ngâm nói Vấn đề này ta và Nguyên Sư muội cũng từng nghiên cứu qua, cũng đoán ra nguyên nhân này. Nghiên lệ gật đầu, đồng ý nói. Được rồi, chuyện dĩ vãng thì chúng ta có thời gian sẽ bàn lại, hai vị đạo hữu đột nhiên tìm Hàn mỗ chắc là có chuyện quan trọng khác. Hàn lập bỗng nhíu mày hỏi, Nguyên Giao và Nghiên lệ nghe thế thì không khỏi nhìn nhau một cái, nhất thời không nói gì. Một hồi lâu, Nghiên lệ trần chờ chốc lát rồi nói ra một tin làm Hàn lập giật mình. Nếu Hàn Huynh và Nguyên Sư muội là người quen cũ, ta cũng không giấu diêm ý đồ nữa lúc này đây hai người chúng ta chủ động tìm đến là do tính mạng khó bảo toàn đặc biệt nhờ hàn huynh giúp đỡ xin nghiên đạo hữu nói rõ nhị vị thân là môn hạ của quỷ bà khu vực này hẳn không ai dám đụng đến mới phải hàn lập kinh ngạc nói nhưng kẻ muốn lấy mạng của ta và nguyên sư muội cũng chính là quỷ bà nghiên lệ thở dài một hơi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi quỷ bà nguyên cô nương đây là sự thực sao hàn lập kinh sợ Mặc dù cảm thấy nghiên lệ không giống như đang nói dối, nhưng vẫn quay về phía nguyên giao hỏi. Hàn huynh, thực sự không có cách nào khác, ta và nghiên sư tỷ cũng là lén mạo hiểm đến tìm huynh. Bất quá hàn huynh cũng không cần lo lắng, quỷ bà đang lo chuyện minh hà chi địa, đang tự mình luyện chế vài đại âm giáp quỷ vương, hẳn là không thể xuất quan trong thời gian ngắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ta và nghiên sư tỷ tự cứu mình. Lúc bình thường, hai người chúng ta căn bản không thể rời khỏi cung. Nguyên giao trầm trọng gật đầu, Hàn huynh tại nhân giới đã từng Red ai trợ giúp sư muội, hộ pháp giúp tiểu muội hoàn hồn, tiểu muội cũng đã từng nghe sư muội kể qua nhiều lần. Lúc này đây hai người chúng ta thật sự không thể nhờ ai khác được nữa, chỉ có thể tìm đến Hàn huynh. Mong rằng đạo hữu cứu sư muội ta một mạng, Nhiên Lệ vừa nói, hai mắt đỏ lên, đột nhiên kéo Nguyên Dao bên cạnh cùng lại Hàn lập một cái. Sắc mặt Hàn Lập trượt biến, tay áo phất một cái, nhất thời một cổ cự lực vô hình lập tức cách không phát ra. Nguyên Giao và Nghiên Lệ đang muốn bái hạ chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại, lấy tu vi hai người cũng không thể bái hạ, trong lòng nhị nữ không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên việc này là do thần thông của hàn lập cao siêu hơn các nàng. Thậm chí các nàng còn đoán rằng nếu đối phương Red Eye, các nàng tựa hồ có khả năng sống. Nguyên Cô Nương, hai người cũng đã đề cao hàn mỗ rồi. Tình hình tại hạ chắc hai người cũng biết rõ, hàn mỗ cũng đang bị giam lỏng, như vậy sao có thể đối kháng cùng quỷ bà hơn nữa tại sao quỷ bà phải nhất định lấy tính mạng nhị vị đạo hữu nguyên do là gì nhị vị thật sự xác định việc này là thật sau khi hàn lập từ chối nhận lễ của hai nàng thì trầm giọng hỏi hiểu lầm nếu như thật sự ta và sư muội hiểu lầm thì đúng là may mắn nhưng trên thực tế hai người chúng ta đã phát hiện ra dã tâm mà quỷ bà giấu giếm tình hình cụ thể thì tiểu muội không thể nói nhưng có thể nói cho hàn huynh biết lúc đầu quỷ bà thu nhận ta và nguyên sư muội làm môn hạ chính là vì thấy chúng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết âm khí ngưng tụ tinh thuần quỷ bà có một loại công pháp có thể đem tinh hồn và âm khí của chúng ta thôn phệ giúp cho tu vi của bà ta đại trướng nghiên lệ vừa nói vừa không khỏi dùng mình mặt khác ta và sư tỷ cũng điều tra được lúc trước quỷ bà cũng từng nhận vài tên khác làm đệ tử kết quả cũng biến mất một cách thần bí như vậy có thể thấy được chứng cứ chúng ta có không phải là gì sắc mặt nguyên dao cũng trắng bệch nàng nói bổ sung. Cho dù là như vậy, trung quy nhị vị cũng không thể trông cậy vào một câu nói của ta mà khiến quỷ bà thả người chứ. Cho dù ta có chút giá trị lợi dụng, nhưng cũng chỉ là khi tiến vào minh hà chi địa, sau khi tiến vào xong thì mạng của ta cũng khó bảo toàn. Hàn lập trầm ngâm, ánh mắt chấp động nói, điểm này Hàn huynh không cần lo, chúng ta đã có cách, tiểu muội sớm đã nghĩ chu toàn, chỉ cần Hàn huynh nhấc tay một cái mà thôi. Hơn nữa lúc này đây Hàn huynh giúp chúng ta, kỳ thật cũng là cơ hội tự cứu mình. Biện pháp của hai người chúng ta, có thể tại Minh Hà chi địa, trong khoảng thời gian ngắn khu trừ ấn ký trên người đạo hữu. Nghiên Lệ đột nhiên nhếch miệng, hiện lên một tia giảo hoạt. Cái gì? Các người thật sự có thể làm được việc này? Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hoàn toàn động dung. Hi hi, việc trọng đại như thế, tiểu muội sao lại dám nói bừa, hơn nữa ta có thể trước tiên đem phương pháp này nói cho Hàn huynh, sau đó sẽ tự do Hàn huynh xem thật giả. Nghiên Lệ kiều mị nói, "Được, nếu thật sự là thế thì tại hạ sẽ cố" Hàn mỗ sẽ trợ giúp nhị vị đạo hữu thoát thân. Hàn lập sờ sờ cầm, ánh mắt đảo qua gương mặt nguyên giao. chương 1473, huyết thực, hai người chúng ta quả nhiên không tìm lầm người. Hàn huynh, huynh hãy nghe cho kỹ đây. Nghiên lệ vui mừng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hàn lập tập trung tinh thần lắng nghe, trên mặt hiện lên thần sắc như nghĩ tới điều gì đó. Mà nguyên giao thì yên lặng đứng một bên, ánh mắt đảo qua nét mặt hàn lập, còn người lưu chuyển bất định. Phương pháp này có thể được, bất quá chỉ sợ phải liên thủ cùng nhị vị mới có thể thành công. Hàn Lập nghe xong truyền âm, thở dài một hơi, Hàn Huynh nói không sai, âm khí ở Minh Hà Chi Địa đúng là cộng hưởng với âm khí tinh thuần trong cơ thể ta và sư muội. Đương nhiên quỷ bà cũng sẽ đến đấy, nhưng bà ta không có khả năng đi giải trừ ấn ký mình đã thiết hạ. Nhiên lệ cười cười, tốt, nhưng không biết nhị vị đạo hữu muốn ta trợ giúp các người thế nào. Hàn Lập gật đầu hỏi, bảo quỷ bà buông tha chúng ta thì không có khả năng, nhưng chỉ cần tiến vào Minh Hà thì ba người chúng ta liền có cơ hội bỏ chạy. Nguyên Giao chậm rãi nói, Hàn Lập nhíu mày không nói gì, đám người quỷ bà đối với đạo hữu rất cần mượn sức, hai người chúng ta chỉ cần tiết lộ đạo hữu là người thân ngày xưa, hơn nữa còn sâu đậm. Mà Hàn Huynh trước mặt quỷ bà lại biểu đạt lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên Muội Muội, thì cho dù bà ta có hoài nghi, cũng không hạ sát thủ đối với chúng ta. Lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên Cô Nương hàn lập sửng sốt ánh mắt xoay chuyển nhìn dừng lại trên gương mặt vô cùng mịn màng của nguyên giao nguyên giao tu luyện nhiều năm không thể diễn tả hết vẻ diễm lệ trên mặt đỏ ửng kiều mị dị thường nếu chỉ cần nói như thế thì hàn mỗ hiển nhiên có thể làm được bất quá quỷ bà và mộc thanh đã đạt thành hiệp nghị gì đó không biết chuyện này có làm được hay không có việc này sao sắc mặt nghiên lệ khẽ biến nhưng lập tức cười khổ một tiếng nếu thật sự là như thế thì thật đúng là có nguy hiểm bất quá trừ kế này ra thì chúng ta không còn kế nào khác chỉ nghe theo mệnh trời xem thử đám người quỷ bà coi trọng hàn huynh như thế nào nguyên giao sắc mặt khẽ biến cười khổ một tiếng như vậy đi hàn đạo hữu chỉ cần chứng thực lời ta nói không ngại nói cho quỷ bà biết rằng hàn huynh đối với tiểu muội vô cùng yêu mến như thế thì càng làm quỷ bà tăng thêm ba phần đoán mỏ hơn phân nửa sẽ không dám thật sự hạ độc thủ mặt khác lai lịch của ta và nguyên giao quỷ bà cũng biết một chút hàn đạo hữu giả trang phi linh tộc bí mật này sợ rằng không thể che giấu được bao lâu nữa. Nghiên lệ suy nghĩ một chút, thận trọng nói, giả mạo phi linh tộc chỉ là chuyện nhất thời cao hứng. Mặc kệ quỷ bà có biết hay không, đối với ta cũng không có ảnh hưởng lớn, bọn họ cũng không để ý đến thân phận của hàn mỗ mà là khả năng khu sự ích tà thần lôi. Hàn lập không thèm để ý, lắc đầu nói, hàn huynh nói như thế thì hai người chúng ta yên tâm rồi, việc này không nên chậm trễ. Đạo hữu cứ ứng biến phối hợp là được. Nếu quỷ bà có hỏi thêm gì thì đạo hiếu cũng không nên nói ra sự thật hoàn toàn, dù sao trong giả có thật, trong thật có giả, như vậy mới có thể khiến bà ta tăng thêm vài phần tin tưởng. Nhiên lệ đề nghị, được, có thể, hàn mẫu nhất định sẽ hết sức hợp tác với hai vị đạo hiếu. Hàn lập cúi đầu suy nghĩ một lần, cảm giác không có vấn đề gì thì nghiêm nghị đáp ứng. Nguyên dạo, nhiên lệ nghe vậy thì trong lòng thở phào, dùng ánh mắt có vài phần thân mật nhìn hàn lập. Lúc này ba người lại thương lượng thêm một số vấn đề, sau đó nhị nữ rốt cuộc rời đi. Ngay cả khi quỷ bà bế quan, hai nàng cũng không dám có chút khinh suất, lập tức chạy vệ duyến thâm thành. Hàn lập nhìn nhị nữ hóa thành âm phong, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Đột nhiên linh quang thân thể hắn chấp động, hóa thành một khổng tước lớn mười trượt, linh vũ cực kỳ sặc sỡ, tỏa sáng chói mắt. Sau đó thân thể khổng tước trở nên mơ hồ, quang hà cuồn cuộn phát ra, phóng cực nhanh về vùng trung tâm sơn mạch. Sau đó không lâu thân hình hàn lập xuất hiện trong động phủ, tiến vào mật thất, lần nữa đóng cửa lại. Hai tháng sau, một đoàn âm phong từ chân trời bay thẳng đến động phủ của Hàn Lập, sau đó không chút khách khí rơi xuống, biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất đã nhập vào núi. Cấm chế mà Hàn Lập bố trí không hề có chút tác dụng nào, qua một lúc lâu, Hàn Lập mở cửa ra, âm phong màu đen lần nữa bay ra, hướng phía bầu trời bay đi. Đồng thời cửa động phủ chậm rãi đóng lại, thời gian trôi qua cực nhanh, trong vòng 2 năm đã xảy ra rất nhiều biến động. Địa huyên phân ra 7 tầng, tầng thứ bảy gọi là hắc ám khí là nơi tập trung những yêu vật cường đại chưa khai mở linh trí thậm chí còn có yêu vật làm tứ đại yêu vương phải kiêng kỵ vài phần cho nên dù là mỹ phụ tóc bạc thích âm khí cũng không dám đem địa uyên xây dựng ở đây mà chỉ xây tại tầng 6 của địa uyên mà thôi nhưng vào một ngày trong một sa mạc hoang vu bỗng xuất hiện vô số yêu ảnh số lượng chừng mấy vạn hơn phân nửa số đó chỉ là yêu vật bình thường cấp thấp nhưng bộ dáng có chút cổ quái một đoàn âm phong lớn quỷ dị mơ hồ có quỷ ảnh chấp động cũng có tiếng quỷ khóc sói chu từ trong phát ra, làm cho những yêu vật khác rời đi không dám đến gần. Mỹ phụ tóc bạc phiêu phù, phía sau lại có tám bóng đen, than cao trường 10 trượng, đều mặc chiến giáp dữ tợn, cầm binh khí trong tay, nhưng bộ mặt thì lại mơ hồ không nhìn rõ. Mà phía xa tám bóng đen là hai mỹ nữ cũng đồng dạng phiêu phù. Đúng là nguyên giao và nghiên lệ, cũng trong một đoàn hắc phong lớn cách đó không xa là một khôi lỗi rất lớn, thân thể chấp động hôi bạch sắc quang mang, nhưng luyện chế lại vô cùng thô sơ, một số bộ phận còn thấy cả kim loại. Bất quá gây ấn tượng nhất chính là nó có đến 6 con mắt màu đỏ, đúng là tử huyết khôi lỗi của huyết lão quỷ phía dưới huyết diễm cung. Bất quá hình thể khôi lỗi hiện tại đã thu nhỏ lại mấy chục lần, mặc dù cũng cao vô cùng, nhưng không làm cho người ta giật mình như trước. Hai bên đầu vai khôi lỗi là hai gã huyết bào nhân đón gió mà đứng, chắp tay sau lưng. Mà một địa phương gần đó lại có một người mặc áo choàng đen, đem toàn thân bao phủ mưa gió không lọt. Lục túc là kẻ thần bí nhất trong tứ đại yêu vương, nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là khoảng không trên đỉnh đầu lại phiêu phù một viên châu thật lớn, chấp động quang mang quỷ dị. Cách đó không xa có một đóa kim hoa thật lớn trôi nổi, Mộc Thanh đứng khoanh tay nhìn không chung. Bên cạnh là thương viên đeo song kiếm, hai mắt chấp động hàn quang. Phía dưới hai người là hơn trăm yêu vật cấp cao đã biến thành nửa người nửa yêu. Mà bên cạnh kim viên là một thanh bào thanh niên, mặt không chút biểu tình. Đúng là hàn lập tu luyện mấy năm nay, hiện tại bị chúng yêu vương cường hành bắt đi làm chuyện giờ phút này ánh mắt hắn thỉnh thoảng đào qua trên người khôi lỗi trên mặt tuy không chút dị sắc nhưng trong lòng lại thầm giật mình không thôi nhiều yêu vật như vậy nơi này sợ rằng hơn phân nửa là thuộc quyền khống chế của bốn gã yêu vương cho dù không kể đến yêu vật này quỷ binh cùng mấy vạn khôi lỗi trong hắc phong cũng đã là lực lượng rất mạnh mấy thứ này chỉ có yêu vương liên thủ mới có thể xuất ra số lượng kinh người như thế bọn họ không tiếc hao tổn đại tâm tư xem ra đối với tình thế trong Minh Hà Chi Địa cũng không nắm rõ, chỉ có thể được ăn cả, ngã về không. Hàn Lập trong lòng âm thầm phập phồng, than thể lục túc phía trước vừa độc, đột nhiên phân phó, một tiên tử, thời gian không sai biệt lắm, nhanh tiến hành huyết tế. Một thanh nghe thế thì gật đầu, nắm tay chảo vào hư không, yêu vật cấp cao phía dưới nhất thời bay ra mấy tên, ai cũng tay trần, nhưng bên hông đều mang theo một sợi dây lưng màu đỏ. Mấy người này không nói gì, trong nháy mắt đã bay đến trời cao, sau đó đồng thời đem dây lưng bên hông ném, phốc phốc, huyết quang chợt lóe, mười mấy đạo chất lỏng đỏ tươi hóa thành huyết hà từ dây lưng bắn ra. Nhất thời một cổ tinh huyết tanh tươi phát ra khắp cả bầu trời, mà huyết hà lại ngưng tụ trong không trung, phảng phất như vật sống, hóa thành một huyết cầu đường kính 340 trượng. Lúc này một thanh dẫm lên kim hoa dưới chân, hắc quang chợt lóe, thân hình liền biến mất. Xa một khắc, trước mặt huyết cầu hiện lên thân hình Mộc Thanh. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, tay nhấc lên, nhất thời một cái bình đen nhỏ hiện ra, lập tức bay tới huyết cầu. Một thanh thúc dục pháp quyết, hắc bình quay tròn, từ trong miệng bình bay ra vài giọt chất lỏng màu đỏ, chợt lóe lên rồi chui vào huyết cầu không thấy bóng dáng. Chương 1474, kinh không ma. Xuất hiện một màn làm người ta kinh ngạc, sau khi huyết cầu hút thứ màu đỏ vào, khí thanh biến mất, phát ra mùi hương cực kỳ nồng nặc. Đám yêu vật phía dưới một trận sao động, riêng yêu thú cấp cao thì tốt hơn, mặc dù rất đem nhưng cuối cùng vẫn có thể khống chế được cử động bản thân. Yêu vật cấp thấp thì linh trí không cao, lộ ra vẻ khát vọng, có chút ngo ngoe muốn động. Về phần quỷ binh cùng khôi lỗi trong hắc phong thì lại bình yên không động. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ không trung phát ra, một cổ hàn khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ cả mảnh thiên địa này làm cho tất cả yêu vật run sợ. Trong tim không còn lại một chút dục vọng nào, đúng là lục túc đã sớm dự liệu được việc này, từ trên người bộc phát ra linh áp cực kỳ kinh người. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng đại lẫm, từ khi hắn gặp qua tồn tại hợp thể kỳ thì lục túc tuyệt đối là kẻ cường đại nhất. Chẳng lẽ là hợp thể hậu kỳ, Hàn Lập không khỏi thầm nghĩ, đồng thời không nghĩ sẽ đối kháng với người này. Có lẽ lấy thần thông của hắn, trước mặt những yêu vương khác còn có một cơ hội chạy thoát, nhưng trước mặt vị này lại không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây, Mộc Thanh đứng trước huyết cầu lẩm bẩm, hơn 10 yêu vật cấp cao bắn nhanh xuống phía dưới, bộ dáng hoảng hốt, chạy trối chết. Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong huyết cầu truyền ra tiếng sấm ầm ầm không gian gần đó ba động một trận một đoàn ngân sắc vân hà hiện ra sau đó xoay quanh một trận hình thành một dòng suối cự đại dòng suối có đường kính chừng 10 trượng ngân hà bên trong quay cuồng hơn nữa càng lúc càng sang đồng thời truyền ra từng trận bạo minh phảng phất như có vật gì đó muốn phá không thoát ra thân sắc hàn lập vừa động hai mắt nhíu lại một chút trong mắt hiện lên một tia lam mang người khác có thể không phát hiện nhưng hàn lập lại nhìn rõ ràng chỉ thấy chỗ không gian sâu trong dòng suối, ngân hà phảng phất ngừng lại, kịch liệt chấn động. Tiếng bạo minh đúng là phát ra từ đó, đột nhiên vang lên một tiếng rắc giống như đồ sứ bị vỡ, đồng tử hàn lập chợt co lại. Không gian trong dòng suối rốt cục vỡ ra, hắc quang chợt lóe, từ bên trong vươn ra một cánh tay đầy lông màu bạc, sau khi huy động vài cái, lập tức một cánh tay thứ hai lộ ra. Hai cánh tay nắm lấy hắc động tách ra, không gian gần đó vỡ nát, ngân sắc tuyển qua gào thét một tiếng rồi hóa thành ngân tinh biến mất giữa hư không hiện ra một hắc động khổng lồ, đôi tay kia không nhúc nhích nữa, đồng thời một cặp mắt vĩ đại trong hắc động chớp lóe không ngừng. Nhìn thấy tình hình kinh người này, ngoại trừ tứ đại yêu vương thì tất cả mọi người đều hút một ngụm lương khí. Sắc mặt Mộc Thanh trầm xuống, hắc sắc quang trận chợt lóe, huyết cầu bỗng biến mất. Một lát sau, nữ tử này xuất hiện trước mặt Kim Viên, thần sắc hơi hòa hoãn. Cục tác, từ hắc động phát ra tiếng giống như gà gáy. Hàn Lập nghe xong thì ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn xuống thì thấy chúng yêu bên dưới đều nổi ra gà. Yêu vật cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất, yêu vật cấp cao thì phản phất không thể đứng vững. Mà giờ phút này ngoài thân tứ đại yêu vương cũng chấp động các loại linh quang khác nhau, vận dụng các loại công pháp ngăn cản. Mà Hàn Lập thì lại bình yên vô sự, căn bản chưa từng cảm thấy có chút dị thương. Hàn Lập không khỏi cảm thấy giật mình, mà hiển nhiên cũng làm đám người mộc thanh chú ý. Mỹ phụ tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, môi khẽ nhúc nhích như muốn hỏi gì, nhưng lục túc lại lạnh lùng mở miệng trước tiên không cần kinh ngạc người này sử dụng kim lôi trúc làm bổn mạng pháp bảo hơn nữa chưa đến địa uyên bao lâu trên người chưa từng nhiễm khí tức hắc ám không e ngại tiếng kinh không ma cũng không phải là lạ nghe lục túc nói thế trên mặt mỹ phụ hiện lên vẻ chợt hiểu cầm miệng không nói nữa hai gã huyết bào nhân và mộc thanh nhìn hàn lập một cái nhưng cũng không nói gì hàn lập nghe được kinh không ma thì không khỏi nhướng mày hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ nhưng có thể phá vỡ hư không thì tuyệt đối không phải chuyện đùa chẳng lẽ là một tồn tại cấp chân linh nhưng xem ra mặc dù thần sắc bốn gã yêu vương ngưng trọng nhưng cũng không giống như đối mặt với một chân linh hàn lập đang còn cân nhắc thì ngân sắc thủ tí trong hắc động rút về nhanh như chớp tiếp theo yêu mục dần dần rõ ràng một cự vật quỷ dị chậm rãi hiện ra lộ ra hình dáng thực hàn lập vừa nhìn thấy thì kinh hoàng quái vật này rõ ràng là một cái ngân sắc đầu lâu trên trán xuất hiện một vệt dài màu xanh miệng rất rộng răng nhỏ nhưng lại cực kỳ sắc bén. Đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm, nhưng làm người ta nổi ra gà chính là quái vật này chỉ có cái đầu, không có thân hình, đôi tay mọc ra từ hai lỗ tai trên đầu, phát ra ngân sắc quang mang. Đây là kinh không ma, bộ dáng không khỏi làm người ta phải rét lạnh. Ngay cả Hàn Lập vốn gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng đây cũng là quái vật kinh hoàng nhất, hàn khí sau lưng hắn không khỏi nổi lên. Sau khi quái vật hiện ra, đôi mắt xoay tròn, lập tức nhìn vào huyết cầu. Tứ đại yêu vương và mấy vạn yêu vật cùng khôi lỗi phía dưới thì làm như không nhìn thấy, hiển nhiên nó xé rách không gian đến đây chính là vì bị huyết cầu hấp dẫn. Lúc này, yêu vật cấp thấp sốt cuộc sau khi kinh không ma ngừng kêu thì bỏ dậy, nhưng không dám phát ra chút tiếng vang nào. Tứ đại yêu vương nhìn quái vật này, tuy mặt nghiêm nghị nhưng thần sắc lại thong dong, không hoảng hốt. Cự đại đầu lâu phát ra một tiếng hừ nhẹ, miệng rộng hé mở phun ra một cổ ngân hà, huyết quang liền bị cuốn vào, bay về phía miệng nó huyết cầu bị quái vật nuốt vào, kinh không ma chợt lóe quang mang, cả người biến thành màu đỏ tươi, phảng phất như bị huyết cầu nhiễm đỏ. Vài âm thanh buồn bực từ đầu lâu phát ra, đầu lâu lắc lắc vài cái, thân hình lập tức chuyển động quay lại hắc động, trong nháy mắt biến mất. Kinh không ma cứ như vậy mà đi, mà tứ đại yêu vương cũng không tiến lên ngăn cản, không nghĩ lưu nó lại, chỉ để lại một hắc động cự đại lơ lửng trên trời. Thấy vậy, trong mắt Hàn lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, âm thầm cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng đúng lúc này lục túc lại mở miệng, được rồi, có kinh không ma thay chúng ta xé rách không gian, chúng ta có thể tiến vào Minh Hà Chi Địa. Mộc đạo hữu và ta đi vào trước để đả thông không gian giao tiếp với Minh Hà Chi Địa, để cho đại quân của huyết đạo hữu và lam đạo hữu có thể thuận lợi tiến vào. Hàn đạo hữu, Kim Linh, các ngươi cũng lại đây. Mộc thanh gật đầu, không chút do dự phân phó. Vâng, Kim Viên đáp ứng một tiếng, vội vàng không người xuống. Hàn lập sửng sốt, lập tức cười khổ một tiếng bay lại hóa ra mấy tên yêu vương này dung huyết cầu dụ kinh không ma hiện than, muốn lợi dụng xé rách không gian, tiến vào minh hà chi địa. Bất quá nhìn đám người mộc thanh thuần thuộc bố trí thì hiển nhiên không phải chỉ huyết tế một lần, cũng không biết khối ma thân kia có đại thần thông thế nào, mà sau khi biến mất, không gian kia cũng đủ để lục túc và mộc thanh dẫn đầu bay vào. Hàn lập thì bị kim viên giám thị, chỉ có thể kiên trì đi theo. Thân hình vừa xuất hiện bên bờ hắc động, Hàn lập liền cảm thấy không gian ba động rất mạnh, chỉ thấy không gian này so với khe không gian trước kia không giống nhau, phảng phất như một đường hầm nối thẳng đến chỗ rất xa. Mà xa xa còn truyền đến tiếng oanh minh liên miên, lục túc cùng một thanh dẫn đầu bay về phía trước, tốc độ chậm chạp, bộ dáng cẩn thận. Hàn lập và kim viên cũng từ từ đuổi theo, hắc sắc thông đạo cũng không quá dài, đoàn người phi hành về phía trước khoảng trăm trượng bỗng nhiên ngừng lại, phía trước không còn đường đi. Đến rồi, chính là nơi này, kinh không ma quả nhiên chúng kế, đã ngủ say. Mộc thanh đạo hiếu, lần này ngươi cho hắn ăn huyết cầu, hẳn là có thể làm cho hắn ngủ trong một thời gian dài. Lục túc nhìn Ngân Hà phía trước nói, yên tâm, cuối cùng chính là phê huyết thực, thiếp thân cũng không dám giảm liều, hoàn toàn dựa theo cách điều chế của đạo hiếu. Vì thế thiếp thân mấy năm nay cơ hồ tổn hao rất nhiều tâm thần. Mộc thanh tự tin nói, nên đi thôi, kinh không ma được xưng là không gian chi ma, nhưng căn bản không có ý thức, chỉ là thực thể sống mà thôi nhưng lúc này ăn vào linh dược vạn năm đủ để mê man mấy tháng chỉ cần nó không tỉnh lại thông đạo lúc trước vẫn sẽ thẳng đường cũng đủ để chúng ta đến và trở về từ minh hà chi địa lại nói tiếp nếu như không có ma này xuất hiện thì chúng ta hoàn toàn không thể phát hiện ra minh hà chi địa lục túc gật đầu bất quá nếu như trước đó không nghe qua lục túc huynh nói về minh hà chi địa đám người chúng ta sợ rằng cũng không dám mạo hiểm vào nơi như thế một thanh lãnh đạm cười một tiếng hư nếu không phải các ngươi cũng có hứng thú thì ta sao rủ được các ngươi. Được rồi, hiện tại không cần nói nữa, động thủ đã thông thông đạo đi. Lục túc hừ một tiếng, ra lệnh, chương 1475, Minh Hà cấp chế cùng bát môn dẫn lôi trận. Một thanh nghe vậy cười, không thèm để ý, bàn tay lật lại, trong tay xuất hiện ba viên châu màu đỏ nhỏ bằng ngón cái, trong suốt chấp động. Lục túc thì lắc hai vai một cái, hắc quang thiểm động, trên lưng sinh ra hai cánh tay, một tay cầm lấy một hắc sắc lệnh bài hình tam giác, một tay kia cầm lấy một kiện lam sắc bảo vật hình toa. Hai tay trước người bắt quyết, sau đó phốc suy một tiếng, một đạo hắc sắc quang trụ từ miệng phun ra, lập tức đánh tới Ngân Hà. Âm một tiếng, cũng không biết hắc sắc quang trụ có đại thần thông gì, mà khi Ngân Hà vừa tiếp xúc liền hiện ra trạng thái bất định, phát ra từng trận oanh minh. Một thanh bên cạnh thấy vậy, không chút do dự giơ tay lên. Nhất thời ba huyết hồng viên châu bắn thẳng ra, hóa thành ba khối huyết sắc hỏa lôi. Sau khi ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngân Hà bắt đầu lung lay bất ổn. Ngân Hà cùng Hắc Quang, huyết diễm nhất thời đan xen vào nhau, cả thông đạo cũng chấp động. Hàn Lập đứng ở phía sau Mộc Thanh và Lục Túc thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc. Khe không gian sụp đổ, mặc dù hắn đã từng trải qua mấy lần, cũng đã sống sót trong không gian tiết điểm. Nhưng thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót trong khe không gian sụp đổ. Trước kia may mắn sống sót chỉ là do vận khí hắn tốt mà thôi trừ phi tu luyện tới đại thừa kỳ hoặc là chân linh thì bất luận kẻ nào cũng không dám thông qua không gian đúng lúc này hai cánh tay vừa mới mọc ra của lục túc đồng thời huy động tam giác lệnh bài chấn động thả ra vô số xích hồng lôi hỏa phóng về địa phương trước mặt mà kiện pháp bảo hình toa kia thì phát ra tiếng vù vù chợt hóa thành một đạo lam hồng bắn nhanh ra lúc này hai tay áo mộc thanh cũng phất lên vô số lục mang bắn ra sau khi có thêm ba đòn công kích ngân hà dần hỏng rồi biến mất sau khi bước Ngân Hà lùi về sau hơn 10 trượng, rốt cục một tiếng kinh thiên động địa vang lên, sau đó Ngân Hà hoàn toàn biến mất. Chướng ngại không gian bị đả thông, hiện ra một thông đạo không gian. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn rõ mọi thứ trong thông đạo. Bên ngoài là bạch sắc quang mang thiểm động bất định, đồng thời một luồng gió lạnh mãnh liệt thổi tới. Cho dù Hàn Lập có linh quang hộ thể, nhưng khi gió thổi đến vẫn dùng mình một cái. Hàn ý trong gió có thể xuyên qua linh qua, trực tiếp truyền đến thân thể, nếu không phải trên người hắn có ngũ sắc hàn diễm thì lần này đã ăn đau khổ không nhỏ. Cũng may Hàn Phong chỉ đảo qua rất nhanh, một lát sau tất cả đều trở lại bình thường. Hàn lập nhẹ thở ra một hơi, lục túc nhìn động khẩu, tinh quang trong mắt chấp động, thân hình thoáng một cái trực tiếp bắn nhanh ra, đồng thời một tiếng nói lãnh đạm từ trong độn quang truyền ra. Hiện tại thông đạo đã mở ra, các ngươi gọi những đạo hữu còn lại lập tức tiến vào, ta đi trước xem tình hình thế nào. Lời còn chưa dứt, lục túc đã bay đến gần động khẩu, sau đó nhập vào trong bạch quang mộc thanh nhướng mày nhưng cũng không quay đầu lại mà chỉ phân phó một tiếng kim linh người gọi địa huyết và lam đạo hữu đến đây ta mang theo hàn đạo hữu tiến vào trước vâng chủ nhân kim viên đáp ứng một tiếng thân hình hóa thành một đạo kim hồng bay đi mà hàn lập chỉ có thể yên lặng đi theo mộc thanh vào thông đạo một lát sau trước mắt hàn lập sáng người hắn hiện đang xuất hiện trong một không gian khác nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hàn lập phải trước mắt chỉ thấy cách phía trước trăm trượng là một màn nước trắng xóa. Nước này màu trắng sữa, không biết sâu bao nhiêu nhưng lại nhìn không thấy đấy, một cổ hàn phong gào thét trên mặt nước. Quỷ dị chính là, kình phong như thế nhưng mặt nước lại yên tĩnh như gương, không chút gợn sóng, giống như vật chết. Lục túc đang huyền phù trên mặt nước cách đó không xa, nhìn về phía trước. Đây là Minh Hà, Hàn lập thở dài một hơi, thì Thảo nói, không sai, muốn thông qua sông này tiến vào Minh Hà chi địa thì phải mượn ích tà thần lôi của Hàn đạo Hiếu mộc thanh thản nhiên nói vãn bối sẽ cố hết sức hàn lập trả lời mộc thanh gật đầu đang muốn nói gì thì lục túc đột nhiên giơ tay đánh một chảo vào hư không nhất thời một bàn tay to đen đánh xuống nhưng bàn tay vừa cách mặt nước ba bốn trượng thì ầm một tiếng vô số ngân mang từ trong nước bắn ra tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt đa xuyên thủng bàn tay thành trăm ngàn lỗ thủng biến mất tại không trung đây là cái gì hàn lập cả kinh đây là một loại quái ngư sống trong minh hà đối với những vật sống đến gần mặt nước thì đều công kích, không nên xem thường. Mà loại quái ngư này, nếu chỉ có một con thì chỉ cần có tu vi nhất định, dùng hộ thể linh quang ngăn trở là có thể an toàn. Phiền toái duy nhất chính là, loại quái ngư này sống thành đàn, một khi phát động công kích thì sẽ liên tục không ngừng, trừ phi đem tất cả quái ngư diệt sát hết thì mới thông qua. Mộc thanh rốt cuộc quay đầu lại, tùy ý giải thích hai câu. Hàn lập nghe xong thì có chút hiểu, đúng lúc này, thông đạo phía sau truyền đến tiếng vang hàn lập xoay đầu lại kết quả liền nhìn thấy hai gã huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi mỹ phụ tóc bạc mang theo tám đạo hắc ảnh nguyên giao nghiên lệ liên tiếp bay ra phía sau bọn họ phảng phất vô cùng vô tận yêu vật đại quân đông đảo khôi lỗi cùng với âm giáp quỷ binh trong nháy mắt mấy thứ này đã chiếm cả một vùng trời huyền phù khắp nơi lục túc huynh thế nào cấm chế trong minh hà không có gì khác so với trước kia chứ một gã huyết bào nhân từ trên tử huyết khôi lỗi bay thẳng đến đám người hàn lập một huyết bảo nhân khác thì lớn tiếng dò hỏi không có giống như lần đầu chúng ta tiến vào lục túc đem ánh mắt từ trên mặt nước thu lại bình tĩnh trả lời nói như vậy thì lần này chúng ta cũng phải phá cấm chế giống như lần trước thanh âm huyết bảo nhân trầm xuống sợ rằng đúng là như vậy bất quá lần này chúng ta chuẩn bị nhiều hơn không phải thương vong nhiều như lần trước mỹ phụ tóc bạc cũng bay lại tự tin nói ư ừ, quan trọng chính là chúng ta liên thủ bài trừ cấm chế tách sông này ra về phần những nguy hiểm khác thì không đáng để tâm. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, bắt đầu bài trừ cấm chế. Hàn đạo hữu lát nữa người thả thần lôi ra, giúp chúng ta đánh tan ma khí trong minh thủy. Chỉ cần ma khí biến mất thì việc tách minh thủy không thành vấn đề. Lục túc nhìn hàn lập, không chút cảm tình nói. Các vị tiền bối yên tâm, tại hạ đã tu luyện thuần thục lôi thuật, tuyệt không làm chậm trễ đại sự của các tiền bối. Hàn lập không người, bất động thanh sắc nói. Hắc hắc, có những lời này của ngươi là được một gã huyết bào nhân cười ha ha đám người mỹ phụ tóc bạc cũng gật đầu lập tức bốn gã yêu vương ngoắc một cái nhất thời đám yêu vật cấp cao đi ra từ trên người đều lấy ra một số khí vật cổ quái dĩ nhiên là để bố trí pháp trận gì đó tám đạp hắc ảnh cùng mười mấy kim trúc khôi lối cũng được mỹ phụ và địa huyết tụ tập lại đồng dạng cũng chuẩn bị vật gì đó hàn lập thì huyền phù giữa không trung tay áo vung lên đột nhiên từ trong tay hiện ra tám thanh sắc tiểu kỳ sau khi xoay quanh một trận thì hiện ra một pháp trận lôi thuộc tính vừa lúc đem Hàn Lập vào trung tâm. Hàn Đạo Hiếu, người làm gì vậy? Kim Viên từ đầu vẫn dõi theo từng cử động của Hàn Lập, thấy cảnh này thì sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi. Không có gì, đây là Hàn Mỗ tự mình nghiên cứu một pháp trận hỗ trợ, chẳng những có thể khiến tại hạ thi triển lôi thuật ổn định, mà còn có thể tăng chút huy lực. Hàn Lập hời hợt nói, từ sau khi biết rằng mình có khả năng bị ích tà thần lôi cắn trả, Hàn Lập rất không an tâm, khổ tâm nghiên cứu cách phá giải. Tiểu pháp trận này chính là một loại thủ đoạn phá giải mà hắn nghĩ ra khi bế quan. Hắn lợi dụng lôi phù ngưng thành trận kỳ, có tác dụng thu nạp lôi điện, lại thông qua 8 lôi môn làm công năng tăng lên mấy lần. Một khi Ích Tà Thần Lôi thật sự cắn trả khi đang làm phép thì hắn sẽ lợi dụng pháp trận này, dẫn uy lực Ích Tà Thần Lôi vào pháp trận, tránh tổn thương cho thân thể. Đương nhiên có hiệu quả hay không thì hắn còn chưa bị Ích Tà Thần Lôi cắn trả, cho nên chưa biết. Nhưng khi thi triển tế lôi thuật, pháp trận này vẫn làm hắn an tâm một chút về phần hắn nói có thể tăng thêm uy lực thì chỉ là thuận miệng mà thôi. Quả nhiên khi nghe Hàn Lập nói vậy, Kim Viên gật đầu, không nói gì thêm. Đám người Mộc Thanh nhìn thoáng qua, cũng không thấy được gì. Dù sao loại pháp trận này rất cao cấp, chính là do Hàn Lập lao tâm khổ tứ mới sáng tạo ra được, cho nên ngay cả khi yêu vương có thần thông to lớn thì cũng không thể nhìn thấu. Những yêu vật khác hiển nhiên cũng thực hiện nhiệm vụ đã được thao luyện, sau thời gian một chén trà nhỏ, một pháp trận đường kính hơn 10 trượng đã hiện lên giữa không trung. Pháp trận này chỉ dùng hơn 10 kiện khí cụ khác nhau tạo thành, trong đó có 8 hắc sắc viên bàn, có viên hoàn, tinh cầu cổ quái gì đó. Nhưng mấy thứ này lại phát ra khí tức kinh người, nhưng khi hợp thành một thể với pháp trận thì không còn khác nhau nữa. Mà trung tâm pháp trận là lục túc cùng một thanh sóng vai đứng. Tám đạo hắc ảnh bên kia xếp thành một hàng, mỗi người đều đặt hai tay lên vai người phía trước, phảng phất như kẹo hồ lô xuyên thành một chuỗi. Mỹ phụ tóc bạc đứng ở đầu tiên, thần sắc cực kỳ chấn định. Huyết bào nhân bên kia, chẳng những hình thể tử huyết khôi lỗi cuồng trướng gấp mấy trăm lần, mà mười mấy kim trúc khôi lỗi cũng đã hạ xuống, hóa thành thiết khôi lỗi thân cao hơn 10 trượng, trong tay cầm quang nhận, quang mang tiềm thước. Chương 1476, liên thủ phá cấm chế. Hàn đạo hữu, người trước nên chuẩn bị tế lôi thuật tốt đi. Vào lúc mà chúng ta ra hiệu thì hãy phóng thích tịch tà thần lôi lục túc đứng phiêu phù ngay giữa trung tâm pháp trận nói. Hàn lập gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người kim hồ xuất hiện, một tầng hàng rào điện mạnh mẽ phát ra, tiếp theo đó là một tiếng nổ mạnh, biến thành một quầng sáng kim sắc. Kim sắc phù văn tung bay, quầng sáng chợt lóe rồi ngưng tụ thành một viên cầu màu vàng, nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn. Lúc này Hàn Lập không hề tiếp tục thi pháp nữa, mà chỉ hờ hững cầm quả cầu đứng nhìn. Đám người lục túc và Mộc Thanh bắt đầu ra tay phá cấm chế. Chỉ thấy trong miệng lục túc và Mộc Thanh khẽ lẩm bẩm, mấy chục tên cao gia yêu vật phía dưới cũng đồng thời thao túng pháp khí. Nhất thời hào quang vạn đạo, pháp trận trong nháy mắt như biến thành một cái hắc động thật lớn, vô số thiên địa linh khí từ xung quanh phụ cận hướng về lục túc cùng mộc thanh mà tới. Trong nháy mắt hai người bọn lục túc đã được bao phủ ở hai luồng linh hà đủ màu, trên người phát ra linh quang rực rỡ, nhìn giống như hai vị thần vậy. Bên kia Mỹ phụ đầu bạc đứng bên cạnh tám đạo hắc ảnh cũng ra tay. Hai tay ả chập lại rồi chia ra, xuất hiện một cái chuông nhỏ màu đen. Chuông này nhìn cổ kính vô cùng, thậm chí có chỗ còn không trọn vẹn. Hai gã huyết bào nhân, một đứng ở trên đầu tử huyết khôi lỗi một đứng ở đầu một kim trúc khôi lỗi mới tạo ra tử huyết khôi lỗi trong miệng gầm nhẹ hai tay trà sát nhất thời huyết quang thiểm động xuất hiện một thanh tử hồng huyết phủ bề ngoài có huyết mang thiểm động khôi lỗi hai tay nâng phủ nhằm vào mặt nước phía trước kim trúc khôi lỗi dưới sự thúc giục của huyết bào nhân cũng giơ một thanh đao lớn trong tay lên bề ngoài xuất hiện quang mang màu đen kỳ lạ âm một tiếng lục túc cuối cùng cũng đã đánh ra một đạo hắc sắc quang trụ từ trong tay hắn phát ra. Đạo quang trụ này so với lúc ở không gian thông đạo thì to hơn gấp mấy lần. Nơi cột sáng đi qua, không gian phụ cận thậm chí còn như bị chấn động, dồn nén như sắp đứt gãy vậy. Cột sáng chợt lóe vào thẳng trong mặt nước, nguyên bản Minh Hà nhìn bình lặng như mặt nước, nhưng khi đạo hắc sắc quang trụ không ngừng thâm nhập vào rốt cục đã xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là từng đợt sóng gợn, sau đó nước của Minh Hà bắt đầu lấy cột sáng làm trung tâm điên cuồng xoáy tròn theo, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời phát ra tiếng động ầm ầm. Lúc này Mộc Thanh cũng đã xuất thủ, kim hoa dưới chân quay tít một vòng, đem quang hà phủ cận hút vào hơn phân nửa, sau đó thể tích bắt đầu mạnh mẽ to lên, hóa thành một pháp luân mang theo ánh sáng vàng rực rỡ lao thẳng về phía trước. Pháp luân này đường kính chừng mấy trượng, chưa tiếp xúc với mặt nước đã phát ra tiếng nổ lớn như sấm động, kim quang lé lên chém vào trong mặt nước. Nhất thời mặt nước vốn đang xoáy tròn, sau khi kim quang hiện lên cuối cùng cũng bị mạnh mẽ chia mở ra một lỗ thủng lớn màu trắng lấy cột sáng làm trung tâm chậm rãi xuất hiện, kéo dài tít về phía sau. Tuy vậy nước ở xung quanh lại không ngừng biến động, giống như bất kỳ lúc nào cũng phá sập con đường nước chuẩn bị hình thành kia. Đúng lúc này ầm ầm, hai tiếng truyền tới, một huyết ảnh cầm tử hồng huyết phủ và một lưỡi đao màu đen đã mạnh mẽ đánh tới. Dưới nhiều sự liên thủ công kích như vậy, một loạt âm thanh kinh thiên động địa phát ra, Minh Hà cuối cùng hoàn toàn bị chia ra. Một con đường cao chừng hơn 10 trượng, bề rộng tầm vài chục trưởng từ từ hình thành trong nước. Nhưng đúng lúc này phía trong màn nước phụ cận bóng xuất hiện những âm thanh kỳ quái vang lên, tiếp theo hàng loạt sợi tơ đen trong suốt từ trong nước hiện ra, hướng về phía cột sáng lao tới. Một chuyện cực khó tin đã xảy ra, nguyên bản những công kích kinh người của mấy yêu vương liên thủ phát ra, bất kể là cột sáng, quang luân hay là lưỡi đao, dưới sự bao phủ của tơ đen bất ngờ dần ảm đạm xuống, thế công dần chậm lại, bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Hàn đạo hữu chưa ra tay, còn chờ gì nữa? Giọng nói của Lục Túc từ trong quần sáng rực rỡ lạnh lùng truyền ra. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ từ pháp trận cực lớn kia vừa duy trì cho hắc sắc quang trụ kia, đồng thời cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Một bên kia Mộc Thanh đang thao túng cự luân màu vàng cũng gặp chuyện tương tự. Rõ ràng hai loại thần thông này đều hao tổn pháp lực cực lớn, cho dù mượn pháp trận cũng khó duy trì được lâu. Hàn Lập hít sâu một hơi, kim cầu trên tay đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra. Phụt một tiếng, kim cầu hóa thành một đạo kim quang bắn lên phía trời cao. Đồng thời trong tay nhanh chóng điểm một cái, một kim sắc phù văn cực lớn cũng nhanh chóng bắn ra. Một tiếng sấm nổ vang lên, vùng trời phụ cận đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc tụ lại. Một vòng tròn kim sắc lớn hiện ra giữa mây đen, một cỗ khí tức giống như hủy thiên diệt địa xuất hiện từ trong mây đen sông lên tận trời. Lập tức sau đó điện quang hiện lên, tiếng sấm liên miên không dứt, hàn lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng niệm những chú ngữ khó hiểu gì đó, sau đó đưa ngón tay chỉ về phía mặt nước, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên. Một đạo kim sắc quang trụ từ mặt trời giữa mây đen phát ra, chấp động vài cái đã đánh vào mặt nước của Minh Hà. Uỳnh, một tiếng trầm đục từ mặt nước phát ra, kim sắc quang trụ vừa tiếp xúc với mặt nước, trong nháy mắt đã hóa thành kim sắc lôi điện lan tỏa mạnh mẽ ra mọi nơi. Tiếng sấm mãnh liệt, một chuyện kinh người xuất hiện, tất cả những nơi lôi quang đi qua, tơ đen xuất hiện trong nước đều bị kim quang làm cho tan biến như sương khói. Thấy vậy, đám người lục túc vô cùng mừng rỡ, vội vàng thúc giục thần thông của mình điên cuồng tấn công vào mặt nước. Mà Mỹ phụ đầu bạc vốn luôn đứng một bên chưa ra tay, giờ này trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu chói tai. Tám bóng đen đứng sau lưng ả, nhất thời chiến giáp trên người hắc mang chấp động, âm khí trên người cũng liên kết cùng nhau, tất cả cuồn cuộn hướng về Mỹ phụ đầu bạc tụ tập lại. Mặc dù tám gã âm giáp quỷ vương này cũng chỉ là luyện hư trung kỳ và hậu kỳ, nhưng tám luồng âm khí ngưng tụ lại cùng nhau cũng cực kỳ khủng khiếp một quỷ ảnh khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện phía trên đỉnh đầu Mỹ phụ đầu bạc. Mà cái chuông nhỏ màu đen trong tay Mỹ phụ đầu bạc cũng phát ra hắc mang, trong nháy mắt đằng không bay lên, biến lớn ra mấy trượng. Mỹ phụ trong mắt chợt lóe quang mang kỳ lạ, mạnh mẽ vươn ngón tay điểm vào không trung ông, một tiếng chuông đã phát ra. Một tầng hắc sắc quang ba từ trong chuông cuồn cuộn hiện lên, phô thiên cái địa đánh về phía khe sâu giữa minh hà. Một màn quỷ dị đã hiện lên, hắc sắc quang ba vừa mới tiếp xúc với thông đạo khe sau, nháy mắt đã biến hóa bất ngờ. Từng đạo quang mang nhộn nhạo bỗng nâng những tường nước ở xung quanh lên, ở giữa dòng sông thực sự tạo thành một thông đạo màu đen hoàn chỉnh. Mà đám người lục túc cũng mạnh mẽ thúc giục thần thông, quần sáng này giống như vô cùng vô tận hướng về phía sâu thông đạo mà kéo dài đi. Hàn Lập tuy thấy thế trong lòng khá kinh ngạc, nhưng vì đối phó với tơ đen trong suốt không ngừng xuất hiện trong minh hà nên chỉ có thể không ngừng thúc giục kim sắc quang luân trên trời liên tiếp phát ra những đạo kim sắc quang trụ, phụ trợ đám người lục túc không ngừng đẩy mạnh. Cùng lúc đó, theo sự kéo dài không ngừng của khe sâu, đám người lục túc và mộc thanh cũng bắt đầu thúc giục pháp trận dưới chân, làm cho công kích của mình không ngừng kéo dài đánh xuống, toàn lực công kích. Hàn lập thấy vậy, nhìn trên trời cao kim sắc quang luân chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có thần niệm mạnh mẽ như thế để ở khoảng cách xa mà vẫn chuẩn xác thao túng thần lôi. Chẳng qua uy lực của tế lôi thuật hiện giờ thực sự không nhỏ, chỉ cần bị kim sắc quang trụ đánh trúng một vùng phụ cận, Lôi điện hồ lập tức tràn lan nhanh chóng hủy diệt đám tơ đen ở tiết đằng xa. Đương nhiên là cùng với khe sâu càng lúc càng kéo dài, Hàn Lập cũng không khỏi cố giữ vững tinh thần, dùng pháp quyết khống chế kim sắc quang trụ xâm nhập thông đạo. Cũng may là không cần phải nhắm vào vị trí chuẩn xác mà chỉ cần khống chế khoảng cách đại khái là được cho nên vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Một khắc đồng hồ sau, từ trong khe sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ nặng nề, đám người Mộc Thanh vừa nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói cuối cùng cũng hoàn toàn đã thông. Lập tức ả phất tay một cái, một lát sau kim sắc quang luân đã từ trong khe sâu bay vụt lại, một lần nữa biến thành đóa hoa kim sắc lớn xuất hiện dưới chân. Đám người mỹ phụ đầu bạc cũng vô cùng vui sướng, đồng thời thu lại thần thông. Tốt lắm, thông đạo này có thể đủ duy trì mấy canh giờ, đủ cho chúng ta thông qua Minh Hà. Tuy vậy vẫn cần cẩn thận quỷ vật ở trong Minh Hà công kích. Để cho bọn chúng trước hết tiến vào trong đi, có thể đi được bao xa thì tùy thuộc vào vận khí của chúng ra lệnh cho chúng dùng toàn lực sống chết chạy về phía trước đi lục túc trong mắt lục mang chớp động vài cái nhìn đám đê gia yêu vật rồi nói đám người mộc thanh nghe thế xong liếc mắt nhìn nhau vẻ vui mừng trên mặt cũng thu lại vừa đem tế lôi thuật tán đi hàn lập thấy vậy cũng không khỏi ngần người ra lúc này tất cả các khôi lỗi và đám quỷ binh đã tập hợp ở trước lối vào thông đạo hơn nữa vô cùng quy củ chia thành hai hàng trái phải đứng hai bên mà đám đê gia yêu thú cho đến đám cao gia yêu vật đều tập trung ở vị trí trung tâm số lượng đạt đến gần vạn, gần như lèn chật cứng cái thông đạo. Dưới mệnh lệnh của mấy tên yêu vương phát ra, nhất thời quỷ binh và khôi lỗi ở hai bên trước tiên xuất phát hướng về phía trong thông đạo bay đến. Mà hắc phong bao phủ trên người đám âm giáp huyền quỷ giờ phút này cũng đã tán đi, hiện ra bề ngoài thực sự của chúng. Một đám mang trên người hắc giáp, tay cầm đủ loại binh khí, da thịt lộ ra dưới hắc giáp đều có màu xám xịt ảm đạm, giống như là xác khô vậy. Còn trên đầu thì bị một đoàn quỷ hỏa màu xanh bao phủ lửa xanh chấp động, ẩn hiện trong đó là những chiếc đầu lâu dữ tợn. Đám huyền quỷ này hoàn toàn không nói lời nào, không có bất cứ biểu hiện gì, trên người chỉ tỏa ra âm hàn lạnh lẽo. Hàn lập đứng ở phía sau Mộc Thanh, nhìn đám quỷ vật đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Minh Hà chi địa bản thân phần đông là quỷ vật, đám người lục túc thế mà vẫn luyện chế nhiều quỷ binh như vậy, xem ra trong đó ắt còn có huyền cơ khác. Một lát sau, đám đê dài yêu thú bị kẹp giữa khôi lỗi và quỷ binh cũng được mệnh lệnh đều bay vào trong thông đạo, đám người lục túc cùng với các cao gia yêu vật chỉ lạnh nhạt đứng chờ ngoài thông đạo, như chẳng hề có ý tiến vào. Ngay khi đám đê gia yêu thú vừa tiến vào thông đạo màu đen, trong nhát mắt bốn phía quanh hắc sắc quang mạc bỗng lóe lên ánh bạc, rồi xẹt, xẹt từng tiếng gió mãnh liệt vang lên, vô số sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng phô thiên cái đại bắn nhanh ra. Mục tiêu của chúng tất cả đều là đám đê gia yêu vật đứng giữa, về phần khôi lỗi và huyền quỷ đứng hai bên, đám tơ bạc xem ra không hề thấy hứng thú chương 1477, Minh Linh Chi Tinh. Đám tơ bạc này, đương nhiên chính là đám Minh Hà Quái Ngư mà Hàn Lập đã thấy ban đầu. Đám Quái Ngư này dài và nhỏ như những chiếc kim châm, biến thành tơ bạc tuy không thể gây hại cho đám cao gia yêu vật, nhưng đối với đám đê gia yêu thú không thể phóng thích linh quang hộ thể thì có thể nói là chí mạng nguy hiểm. Chỉ khoảng nửa khắc, mấy trăm đầu yêu vật dẫn đầu vọt vào thông đạo hơn phân nửa đã bị xuyên thủng thân thể tan nát, ngã xuống mà chết. Đám yêu vật đi sau cả kinh, nhưng không ít yêu vật bên ngoài thân nổi lên linh quang, đồng thời đám khôi lỗi và huyền quỷ hai bên cũng huy động binh khí trong tay, nhất thời hơn phân nửa tơ bạc đã bị chặn từ bên ngoài. Tuy vậy đám tờ bạc từ trong hắc sắc quang mặc bắn ra lại cũng cuồn cuộn không dứt giống như vô cùng vô tận vậy. Mà đám đê gia yêu vật, dưới sự gào thét thúc dục của một gã huyết bào nhân, tất cả lại tiếp tục liều mạng chạy như điên vào trong thông đạo. Mặc dù chỉ là đê gia yêu vật, nhưng toàn lực phi độn thì tốc độ của đám này cũng khá kinh người. Yêu khí cuồn cuộn, không ít yêu vật đã xông qua non nửa thông đạo. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện, từ bốn phía hắc sắc quang mang hiện ra vô số bóng đen, tiếng kêu quái dị từ bốn phương tám hương truyền ra. Một đám bóng đen nhiều hình thù kỳ lạ xuất hiện, quỷ dị từ trong quang mạc đi ra. Những bóng đen này há mồm ra là phun ra từng cỗ bạch sắc thủy tiến, có cái thì bổ nhào về phía trước, lộ ra mồm đầy răng nhọn, quấn vào đám yêu vật mà cắn xé. Hễ yêu vật bị thủy tiến bắn chúng lập tức thân thể cứng đờ ngã xuống đất mà chết hộ thể linh quang dường như cũng không thể ngăn cản sự xâm nhập của thủy tiễn. Kể cả thân thể bề ngoài hiện lên hắc khí trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ gọi là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Mà đám yêu vật cắn xé cùng bóng đen, mỗi lần bị cắn chúng, chỉ vài cái là đã bị hồn phi phách tán, trong nháy mắt thi thể hóa thành một bãi nước đen ngòm hôi thối. Những bóng đen này trong miệng không ngờ có kỳ độc, đây là âm quỷ, hàn lập trong mắt lam mang chấp động, nhìn hết thảy phía xa xa, trong lòng có chút giật mình. Dưới linh mục, hắn đương nhiên nhìn thấy rõ ràng, những bóng đen này tuy vô số hình thù kỳ quái, nhưng thực chất chính là một đám thi thể có linh tính. Chẳng qua giờ này tất cả bỗng như biến thành đám cương thi quỷ vật không có thần trí, liều mạng nhắm vào những yêu vật lặt vặt, còn đối với đám khôi lỗi và quỷ binh thì không chút nào thèm để ý. Đương nhiên có đến cả ngàn vạn đê gia yêu vật nên cũng không phải là không có lực ngăn cản. Sau đợt đầu bất ngờ chưa kịp đề phòng, đám này giờ bắt đầu miệng phun từng đạo hỏa cầu, hoặc đưa móng vuốt phát ra từng đạo phong nhận, vô số công kích hướng về phía đám âm quỷ chẳng qua chuyện làm đám yêu vật giật mình chính là bất kể loại pháp thuật nào đánh lên người đám âm quỷ đều trợt léo lên rồi mất hút trong thân thể chúng vậy mà hiệu quả lại không đạt chút nào điều này khiến cho tất cả đám yêu vật đều kinh hoàng ngu xuẩn âm quỷ không có cách nào rời khỏi phạm vi minh hà quá xa chỉ cần chạy khỏi thông đạo là không sao thanh âm lạnh như băng của lục túc đột nhiên vang lên giữa thông đạo ầm ầm nổ bên tai tất cả yêu vật Đám đê gia yêu vật lúc này mới nhất thời tình ngộ hiểu ra, không thèm để ý đến sự công kích của đám âm quỷ nữa, chỉ liều mạng bay chối chết về phía cuối thông đạo. Hơn vạn trượng khoảng cách đối với một đám tốc độ cực nhanh mà nói chỉ vài cái chớp mắt là đã tới. Đám yêu vật còn lại giấu mình giữa đám khôi lỗi và huyền quỷ, mặc dù dưới sự công kích của quái ngư và âm quỷ bị tổn thương thảm trọng nhưng cũng vì số lượng của chúng thực sự quá nhiều, thực sự hy sinh chỉ mới tầm một phần năm đám yêu vật lọt vào thông đạo thôi. Mà đám đê gia yêu đàn ở phía sau, dưới sự thúc giục mạnh mẽ của cao gia yêu vật, vẫn đang tuôn vào liên tục không ngừng như thủy triều. Mùi máu tanh tràn ngập cả thông đạo, bên ngoài, đám người Mỹ phụ đầu bạc và Mộc Thanh nhìn tình hình trong thông đạo, thế nhưng trên mặt lại có vẻ ngưng trọng, mà cũng chưa có người nào có ý định xuất thủ tương trợ, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Ngay lúc Hàn Lập cao mày âm thầm đoán dụng ý của đám người kia, thì trên thông đạo đột nhiên có một bóng đen cực lớn xuất hiện. Ánh sáng chấp động liên tục, nguyên bản hắc sắc quang mang vốn ổn định, giờ này bắt đầu rung chuyển phốc phốc mấy tiếng nổ vang, mấy cái xúc tu thật lớn như mấy con rắn khổng lồ đánh tan quang mạc, bỗng chốc vọt vào trong thông đạo. Chỉ tùy ý đảo qua một lượt đã đem hơn 10 yêu vật không kịp tránh né cuốn lấy. Hơn 10 tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám yêu vật đã bị bóng đen cực lớn kia cắn nuốt vào trong bụng, tiếp theo mấy cái xúc tu lớn lại xuất hiện trong thông đạo. Nhất thời đám đê dài yêu vật phụ cận đại loạn, xuất hiện rồi, động thủ, mấy tên yêu vương vừa thấy xúc tu xuất hiện đồng thời mừng rỡ, lục túc không do dự hét lớn một tiếng nhất thời hai gã huyết bào nhân, Mộc Thanh, Mỹ Phụ đám người đồng thời linh quang chợt lẽ, ngay sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó ở đoạn thông đạo xuất hiện xúc tu kia đã quỷ dị hiện ra năm người họ. Trong đó bốn người Mộc Thanh nhất tề đưa một tay hướng hư không chảo một cái. Bốn quang hồ cực lớn màu sắc khác nhau chợt hiện lên, chớp mắt đã bắt được các xúc tu lớn, đồng thời kéo xuống dưới. Bốn gã hợp thể kỳ đồng loạt ra tay, chỉ là là núi cao vạn trượng khéo cũng bị nhấc lên. Một tiếng giống lớn vang lên, phanh, chủ nhân của xúc tu dường như đã bị bốn cỗ cự lực từ trong quang mạc mạnh mẽ kéo vào thông đạo. Đó là một quả cầu thịt núc ních cực lớn, không có mặt mũi, chỉ có một cái mồm khổng lồ, dường như chiếm hơn nửa thân thể. Mà ở trên quả cầu thịt đó có bảy, tám cái xúc tu thật lớn, hơn phân nửa đang bị quang thủ nắm lấy không thể nhúc nhích tí nào. Mấy xúc tu còn lại của quả cầu thịt không ngừng huy động, hướng về mấy tên yêu vương hung hăng nện xuống. Một tiếng hử lạnh, một đạo kiếm quang khổng lồ trượt hiện từ trong hư không, hắc quang lóe lên sau đó đã chém quả cầu thịt cực lớn đó ra làm hai nửa. Một bóng người nhanh chóng bắn từ dưới lên, từ trong quả cầu thịt móc ra một vật gì đó, sau đó linh quang chợt tắt hiện ra thân hình. Chính là lục túc, người nãy giờ chưa hề ra tay. Giờ phút này hắn đang cầm trong tay một tinh thạch màu nhũ bạch, lớn cỡ quả trứng chim, phát sáng lấp lánh. Cuối cùng đã có minh linh chi tinh trong tay, có vật này, về sau vượt các ải tiếp theo sẽ đỡ hơn nhiều lục túc đánh giá vật trong tay một chút, vừa lòng gật đầu. Đám người mỹ phụ và mộc thanh thấy thuận lợi đạt được tinh thạch, cũng lộ vẻ vui mừng. Ha ha, ở vùng Minh Hà chi thủy này, chỉ có một con Minh Hà chi linh chiếm cứ. Chúng ta gây động tĩnh lớn thế, không có khả năng không kinh động đến nó. Mặc dù nó cũng có chút thần thông, nhưng sao đỡ được một kích chúng ta liên thủ chứ? Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc quái dị, chính xác là vậy, mấy người vừa rồi nhìn liên thủ có vẻ đơn giản vô cùng, nhưng thực ra trước đó đã phải trải qua nhiều lần diễn tập thử nhờ thế mới có thể dễ dàng chém chết minh hà chi linh vốn có thần thông không hề nhỏ nếu vật đó đã tới tay chúng ta cũng nhanh chóng đi qua thông đạo thôi lúc này chỉ có âm quỷ chứ không đụng phải vài loại quỷ vật lợi hại khác xem như cũng là may mắn rồi Một thanh phất tay áo nhất thời một cỗ lục quang phát ra mạnh mẽ đập nát vài tên âm quỷ đồng thời lạnh nhạt nói mấy người khác không phản đối đồng thời hóa thành mấy đạo kinh hồng phá không bay về phía bên kia thông đạo lúc này ở một chỗ khác trong thông đạo màu đen đám cao giai yêu vật vốn chờ mệnh lệnh của đám người lục túc, lúc này cũng bắt đầu khống chế độn quang bay vào trong thông đạo. Hàn lập cùng với Kim Viên và các yêu vật khác cũng bay vào trong theo. Đối với đám cao dai như Hàn Lập mà nói, đương nhiên không coi sự công kích của quái như và âm quỷ ra gì. Huống hồ độn tốc của họ đám đê giai yêu vật sao có thể sánh bằng. Chỉ chốc lát công phu, bọn họ đã bình yên thông qua thông đạo, xuất hiện ở một không gian rộng lớn vô biên. Đám đê giai yêu vật cũng không ngừng từ thông đạo chạy đến chừng thời gian một bữa cơm sau cuối cùng mấy vạn yêu vật ngân giáp huyền quỷ cùng với khôi lỗi đều đi qua thông đạo màu đen huyền quỷ và khôi lỗi thì gần như không bị tổn thương chút nào nhưng đám đề giai yêu vật đã mất đi mấy phần còn đám mò được đến đây thì trên người cũng chẳng chịt vết thương cũng may năng lực khôi phục thân thể của mỗi yêu vật đều cực kỳ kinh người nên cũng không đáng lo lắm đám người lục túc làm như không nhìn thấy ngược lại tụ tập giống như đang cùng trao đổi cái gì đó hàn lập lơ lửng trên không trung ánh mắt chấp động đánh giá hết thảy trước mắt giờ phút này hắn chính là đang đứng ở một chỗ cách mặt đất mấy ngàn trượt phía dưới khắp nơi đều là đất cát đen ngòm nhìn có vẻ hoang vắng vô cùng mà trên đỉnh đầu lại là một vùng màu trắng mênh mông do minh hà chi thủy hình thành ao phủ toàn bộ nơi đây dựa theo bố trí ban đầu xuất phát âm giáp huyền quỷ đi trước khôi lối cản phía sau mấy tên yêu vương thương lược xác định vị trí đại khái xong lục túc bay tới phát ra mệnh lệnh nhất thời đám đông loạn một trận sau đó chia thành các đội, chậm rãi hướng tới một phía khác đi tới. Hàn Lập vẫn đang cùng Kim Viên đứng ở phía sau Mộc Thanh. Mộc Thanh ả này yêu kiều đứng trên kim sắc cửa hoa, dẫn theo một đám cao dài yêu vật, đứng giữa tỏa chấn. Lục túc cùng Mỹ phụ mang theo 8.000 quỷ binh, âm phong nổi lên đi phía trước. Hai gã huyết bào nhân đương nhiên đứng sau thúc giục đám khôi lỗi. Toàn bộ đội ngũ giống một con rồng đen khổng lồ, nhanh chóng bay đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng thông đạo nữa mấy canh giờ sau toàn bộ đội ngũ đã bay ra khỏi vùng đất màu đen nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại khiến cho hàn lập phải hít một hơi lạnh xương trắng như tuyết nhìn vô biên không thấy hạn ở chỗ mà đội ngũ đi đến đột nhiên xuất hiện một bình nguyên trải rộng toàn xương trắng đám xương này lớn nhỏ không đều rõ ràng do nhiều loại sinh linh lưu lại chúng nó hoặc chất thành đống cao hoặc nằm ngổn ngang màu sắc loang lổ có vẻ vô cùng xa xưa lại thêm có từng đợt khí mang mùi hôi từ sâu trong bình nguyên xương trắng chuyển đến Điều này khiến cho mọi người càng cảm thấy tâm thần không yên. Nhưng đội ngũ chỉ thoáng dừng lại một chút, ngay sau đó dưới sự dẫn đầu của lục túc và Mỹ phụ đầu bạc, đã đi vào trong vùng xương trắng. Một hơi đi sâu vào hơn 10 dặm, nhưng trong tầm mắt vẫn chỉ một màu trắng, hơn nữa xú khí càng lúc càng đậm. Hàn Lập sớm đã dùng hộ thể linh quang ngăn cách loại xú khí đó, đồng thời trong mắt lam quang chấp động không ngừng. Mặc dù nơi đây thần niệm bị áp chế cực lớn, nhưng với minh thanh linh mục thần thông của hắn có thể dễ dàng nhìn cực xa. Bỗng nhiên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Hàn Lập trở nên căng thẳng, thốt ra một tiếng hô nhỏ. Chương 1478, tao ngộ kịch chiến. Từ nơi xa của cánh đồng bạch cốt bỗng nhiên truyền đến âm thanh vang vọng, một cỗ âm khí hôi bạch sắc cũng đang cuồn cuộn lao tới. Hôi khí này trải rộng không thể nhìn thấy giới hạn, tất cả những nơi hôi khí tràn qua thì bạch cốt lập tức đứng dậy tạo thành vô số bộ khô lâu hình thù quái dị những bộ khô lâu này kích cỡ lớn nhỏ không đều trong mắt hồng quang lập lè đang từng bước vây lấy nhóm người lục túc cùng đám yêu vật cỗ hồi khí này trong nháy mắt đã tràn tới vùng phụ cận đám yêu vật địa uyên đám yêu vật cấp thấp của địa uyên trở lên nhao nhao hỗn loạn sắc mặt hàn lập biến đổi hắn không khỏi nhìn về phía mộc thanh chỉ là sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh không hề có chút dị biến dường như đã sớm đoán trước được việc này hàn lập cảm thấy kỳ lạ vô cùng bỗng nhiên từ phía sau đội ngũ xuất hiện một tiếng quát lớn lưỡng đạo huyết hồng từ đám khôi lỗi bắn vọt lên nghinh kháng với hôi khí bục bục hai đạo huyết hồng trong lúc phi lên lập tức biến thành hai cỗ tinh phong rồi va chạm với hôi khí tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên không dứt hai đạo huyết phong và hôi khí cuộn vào nhau phát ra tiếng phong lôi liên miên chấn cho đám khô lâu mới sống lại tan xương nát thịt chẳng qua đại quân khô lâu tại các hướng khác có hôi khí cuốn quanh người chúng lập tức xông thẳng đến đội ngũ của địa huyên trong nhất thời cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị vô số khô lâu che kín số lượng nhiều không đếm xuể khiến Hàn Lập cảm thấy kinh hãi. Đúng lúc này, Mỹ phụ đầu bạc phía trước lại rộ lên một chàng cưới quái dị, thân hình mụ quay tròn, tóc trắng bay loạn. Một quỷ ảnh thật lớn từ sau lưng mụ hiện ra, trong nháy mắt đã lớn lên đến mấy trăm trượng. Quỷ ảnh đột nhiên há miệng phun ra một cỗ lục khí cuốn lấy mảng lớn khô lâu. Một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện, đám khô lâu trong không trung mỗi lần bị lục khí thổi qua thì hôi khí trên người lập tức tán ra rồi chúng trực tiếp từ trên không rơi xuống mặt đất lục khí tuôn ra từ miệng quỷ ảnh dường như vô cùng vô tận, trong nháy mắt hợp lại cùng hai cơn lốc huyết sắc quét sạch đám khô lâu che kín đất trời. Căn bản không cần một Thanh cùng lục túc ra tay, Hàn Lập thấy cảnh này thì không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi hai cơn lốc huyết sắc tan biến thì hai đạo huyết hồng lại một lần nữa hóa thành hai gã huyết bào nhân trở về. Còn lục khí sau khi tan biến thì đầu quỷ ảnh sau lưng Mỹ phụ đầu bạc cũng biến mất. Chỉ là một ít cốt quái mà thôi, có thể coi đây là thứ dễ đối phó nhất trong minh hà chi địa những thứ ở đằng sau sẽ không dễ đối phó thế này. Mộc thanh nhìn một mảng bạch cốt dày đặc trước mặt đột nhiên thì thảo nói. Nàng dường như đang tự nhủ với bản thân, lại như đang cảnh tỉnh ai đó. Hàn lập cùng Kim Linh ở phụ cận đương nhiên nghe được nên không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chỉ là Hàn lập tỏ ra như đang suy nghĩ điều gì đó, còn gương mặt đầy lông của Kim Linh lại không hề có biểu lộ gì. Dưới mệnh lệnh của lục túc, đội ngũ địa uyên tiếp tục tiến vào. Hai ngày sau, một mảng lớn huyết sắc xuất hiện trên không đây là mốt đàn rơi quái dị toàn thân đỏ như máu đang điên cuồng công kích yêu vật địa uyên. Những con rơi màu máu này mỗi lần bị yêu vật địa uyên xé nát hoặc giết chết thì thân thể lại tự động giáp lại, khôi phục như ban đầu. Phải diệt sát vài lần hoặc dùng pháp thuật hỏa thuộc tính mới có thể nhất kích tiêu diệt bọn chúng. Còn bọn chúng sau khi áp sát được tới cạnh bên người yêu vật địa uyên thì lập tức há to miệng hút máu, chỉ trong phút chốc đã biến con mồi trở thành một bộ xác khô. Hơn nữa những con rơi này đều lớn đến cả trường, con bé nhất cũng dài đến cả xích, trong đó có hơn 10 con rơi lớn nhất hình dáng lại là thân rơi mặt người, miệng phun xích hồng huyết quang, cho dù yêu vật gì bị đánh chúng thì cũng sẽ lập tức biến thành cho bụi, thậm chí ngay cả cao dài yêu vật cũng không chịu nổi một kích. Cho đến lúc này, chẳng những tất cả yêu vật đều đã xuất thủ mà ngay cả tứ đại yêu vương cũng đồng loạt thi triển thần thông lần lượt giết chết những con rơi mặt người này toàn thân Hàn Lập được bao phủ bởi một lớp kim sắc điện hồ, chỉ cần một con rơi nào lao vào kim sắc điện quang thì nó sẽ lập tức hóa thành một đoàn huyết khí rồi tan biến trong không trung. Lúc này rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì sao Mộc Thanh và Mỹ Phụ lại tỏ ra hâm mộ ích tà thần lôi của hắn như vậy. Hiển nhiên quỷ vật nơi Minh Hà này trong cơ thể không ít thì nhiều đều có ẩn chứa một chút ma khí, dùng ích tà thần lôi để đối phó với bọn chúng là thích hợp nhất. Tuy số lượng đàn rơi này không ít nhưng dưới sự phản kích của tứ đại yêu vương cùng với phần lớn yêu vật, khôi lỗi, huyền quỷ thì số lượng đang nhanh chóng giảm xuống. Hai ba con rơi mặt người còn sót lại thấy tình thế không ổn thì lập tức phun ra một chùm huyết vụ bao phủ toàn thân rồi quay đầu chạy trốn. Độn tốc của chúng cực nhanh, chỉ động cánh vài cái đã xuất hiện phía cuối chân trời rồi biến mất vô tung vô ảnh. Bảy ngày sau, tại trong một mảnh quái vụ xuất hiện vô số hắc sắc quỷ ảnh có hình dạng bất đồng đang trùng điệp bao vây đám yêu vật địa huyên dưới chân núi. Chúng nó tuy rằng không công kích cận thân nhưng trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu quỷ dị hoặc tiếng giống thê lương, não nề vô cùng khiến đám yêu vật thấp sai run rẩy thân hình, khó có thể mở ra hai mắt, tùy thời đều có thể ngã xuống đất. Lúc này trong đám quỷ ảnh này bỗng xuất hiện một quả chuông màu đen, từ thân chuông phát ra một tiếng vang lớn như tiếng long ngâm khiến hơn phân nửa quỷ ảnh đều toán loạn biến mất, số còn sót lại cũng phát ra tiếng kêu nỉ non rồi nhập thẳng vào quỷ vụ trốn mất không thấy bóng dáng. Một tháng sau, Tại một mặt hồ đen như mực, một cự nhân ba đầu toàn thân đầy những khối thịt thối giữa chân đạp trên mặt hồ, hai tay huy động một khúc thú cốt cực lớn giao đấu với tử huyết khôi lỗi. Tại bên cạnh bọn họ có vô số quỷ vật trong hồ đang lơ lửng hầm hé nhìn đám yêu vật địa huyên. Giờ phút này, số lượng yêu vật địa huyên đã không còn đủ một vạt, hơn phân nửa là chung và cao dai. Mà ngay cả 8.000 quỷ binh và hơn vạn khôi lỗi đều hao tổn không ít. Một tháng sau, Hàn Lập khoát tay bắn ra kim quang nhất thời chém quỷ vật đầu châu hình người thành hai nửa, quang hà hôi sắc sau lưng đảo qua đánh bay một mũi tên bạch cốt từ phương khác phóng tới. Tay kia đồng thời lật lên phóng ra ngũ sắc hàn diễm khiến hai con quỷ vật dữ tợn khác bỗng chốc bị biến thành hai khối băng điêu. Đúng lúc này một cỗ cuồng phong ép tới khiến hàn lập biến sắc, thân hình hắn dần trở lên mơ hồ rồi biến mất tại chỗ. Một cây lang nha bổng dài hơn 10 trượng lập tức đập xuống chỗ hắn vừa đứng, mặt đất phía dưới chợt lóe hắc quang rồi sụp xuống thành một rãnh sâu vài xích chủ nhân của cây lang nha bỗng này là một cự thi độc nhãn toàn thân đầy lông xanh đột nhiên khoảng không phía trên đầu cự thi bỗng lóe thanh quang thân hình hàn lập nhanh như chấp hiện ra rồi hư không áp xuống một trường một ngọn tiểu sơn màu đen trống rỗng xuất hiện hắc mang lưu chuyển quanh thân khiến nó trong phút chốc hóa thành cự sơn ngàn trượng oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên cự sơn chẳng những đè bẹp cự thi ở dưới mà toàn bộ quỷ vật khác trong vòng trăm trượng cũng bị nó ép cho tan xương nát thịt hàn lập thở dài một hơi Lúc này mới có thể cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh. Bốn phương tám hướng đều có quỷ khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc. Ngay cả Minh Thanh Linh mục cũng không thể thấy rõ sự vật ở ngoài nhìn trường. Hắn chỉ có thể thông qua linh quang kinh người thỉnh thoảng chớp lên cùng tiếng nổ vang vọng mà suy đoán yêu vật Địa Uyên vẫn đang bị đại quân quỷ vật công kích. Cũng không biết tứ đại yêu vương lúc này đang phân tán nơi đâu, hay là đã bị đám lệ quỷ Minh Hà bao vây. Khóe miệng Hàn Lập khẽ giật, nét mặt lộ vẻ cười khổ. Một tháng trước đây, Tuy bọn họ chiến đấu liên tục nhưng vẫn thuận lợi mà tiến chỉ là càng vào sâu thì càng bắt gặp nhiều quỷ vật hung giữ lợi hại. Thần thông của lệ quỷ hung phách tại nơi này có phần đặc thù, thậm chí ngay cả tứ đại yêu vương cũng kiêng kỵ ba phần nên lúc trước mới có ý luyện chế ra 8.000 quỷ binh cùng hơn vạn khôi lỗi để chuẩn bị mạnh mẽ đột phá. Còn về phần đê gia yêu vật trải qua vô số trận chiến đã không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với sự tình như đã dự đoán trước, đám người lục túc sau khi thương lượng một phen thì tuy cảm thấy bất an nhưng vẫn cẩn thận dẫn đội đi tiếp. Hôm nay, theo như dự đoán thì nơi này vốn không có quỷ vật lợi hại tồn tại nhưng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quỷ vật chen trúc xuất hiện, số lượng già thiên tế nhất. Ở trong đội ngũ này lại có hơn 30 lệ quỷ thống lĩnh có thể so sánh với tu sĩ luyện hư, chúng thả ra quỷ vụ nồng đậm phút chốc vây lấy bọn họ rồi chia cắt đội ngũ của đám người lục túc, khiến từng người trong bọn họ phải đối mặt với vô số quỷ vật. Hàn lập lúc mới đầu còn ở bên cạnh Kim Linh ngăn cản quỷ vật công kích. Chỉ là âm vụ này không biết là do loại thần thông quỷ đạo nào hóa thành, trong tranh đấu chỉ cần có chút rơi xuống hạ phong thì sẽ lập tức bị sương mù làm lạc mất phương hướng. Ngay cả Hàn Lập tự nhận thần thức không kém cộng thêm Minh Thanh Linh Mục thì hơn sau nửa ngày chém giết cũng đã mất liên hệ với những người khác. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng tranh đấu phía xa xa, bởi bốn phía luôn có quỷ vật hung hãn không sợ chết lao tớn. Cũng may số lượng quỷ vật lao tới chỗ hắn tuy nhiều nhưng cao nhất cũng chỉ tương đương với Nguyên Anh, hóa thần chúng còn chưa chân chính tạo thành mối uy hiếp cho Hàn Lập sau một hồi chém giết hắn mới tạm thời diệt sát được sạch sẽ đám quỷ vật phụ cận có thể nghỉ tạm một lát chẳng qua dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì sau không lâu sau đó sẽ lại có một đàn quỷ vật lao tới đây khiến hắn giết đến mỏi tay cũng không hết hàn lập bất động thanh sắc bỗng nhiên lật tay thu lại nguyên từ thần sơn khiến tòa cự phong cao cả nghìn trượng đè chết vô số quỷ vật lúc trước bỗng nhiều biến mất còn hắn cũng lập tức hóa thành một đạo thanh thống bắn tới nơi có tiếng chém giết nhỏ nhất hàn lập cần phải thoát ra khỏi đám sương mù này tự nghĩ cách bảo vệ mình trước nếu thực sự không được thì hắn cũng bất chấp sự kiêng kỵ đối với đám người lục túc, mỹ phụ đầu bạc mà thả ra đề hồn. Nếu không thì rất có thể hắn sẽ bị lũ quỷ vật này lấy số lượng mà đè chết. Chương 1479, cơ hội chạy trốn. Cơ hồ đúng lúc Hàn Lập lao đi thì nơi này đã xuất hiện một lục phát ác quỷ xích lóa toàn thân từ trong xương mù vọt ra, nó thấy phụ cận không một bóng người thì thoáng trở nên ngây ngốc. Mà Hàn Lập lúc này đã sớm ở ngoài cả nghìn trượng, hắn ỷ vào linh mục thần thông nên liên tiếp tránh khỏi vài chàng chiến đấu, bắt đầu không ngừng di chuyển trong đoàn sương mù. Nếu gặp được một ít quỷ vật thì hắn lập tức thi triển thủ đoạn xét đánh tiêu diệt bọn chúng, còn nếu gặp được số lượng quỷ vật lớn thì lập tức tránh đi. Cứ như vậy, Hàn Lập nhất thời không gặp phải chuyện gì trong sương mù. Chẳng qua bốn phía sương mù cuồn cuộn đầy tiếng hỗn chiến, căn bản không thể nhận rõ phương hướng. Bay được một lúc, Hàn Lập đã không còn có thể phân biệt được phương hướng nữa rồi. Rơi vào đường cùng, hắn mạo hiểm bay lên trời, muốn từ trên cao để xác định vị trí của mình thân hình hắn vừa bay lên được mấy trăm trường thì quả thực xương mù đã mỏng đi vài phần nhưng hắn lập tức phải đón nhận vô số đòn công kích mãnh liệt từ phía trên bắn xuống. nếu không phải có nguyên từ thần quang hộ thân lại sớm có phòng bị dùng hôi hà quét sạch phân nửa đòn công kích thì chỉ sợ hắn đã bị đánh rơi xuống giữa đường trường. nhưng cứ như vậy cũng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. không đợi đợt công kích thứ ba ập đến hắn đã dương hai cánh lao xuống phía dưới đoàn xương mù. xem ra tiến lên trên cao không phải là một chủ ý hay. Tiếp theo, Hàn Lập chỉ có thể cố gắng xác định một phương hướng rồi tiếp tục đâm đầu vào trong đoàn sương mù. Cũng không biết do sương mù này có cấm chế huyền diệu gì hay bản thân sương mù vốn bao trùm khoảng cách rộng lớn. Mấy canh giờ sau, hắn vẫn bị vây ở trong đây, không có dấu hiệu có thể thoát ra ngoài. Sắc mặt Hàn Lập càng lúc càng âm trầm, hắn khẽ vùng tay áo bắn ra vài đạo kim ti chém nát mấy quỷ ảnh trước mặt. Nhưng sau tiếng quái khiếu thì những quỷ ảnh này nhanh chóng hợp lại như cũ, tiếp tục dương nhanh múa vuốt xông tới. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng rồi há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Trong chốc lát đám quỷ ảnh này đã bị ngân diễm vây lấy rồi luyện hóa thành hư ảo. Lệ Phách vô hình tuy khó chơi nhưng vẫn không thể chống đỡ phệ linh thiên hỏa của Hàn Lập. Mà thấy đám quỷ vật trước mặt đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Hàn Lập lại ngẩng đầu nhìn nhằm xác định phương hướng thì bỗng nhiên xuất hiện một tiếng nổ kinh thiên động địa từ một hướng khác truyền tới, tiếng nổ này khiến mặt đất cũng không ngừng rung lên từng đoàn hắc sắc hảo diễm từ nơi xa bắn ra bốn phía, chỗ đó còn ẩn ẩn truyền đến tiếng thét kinh hãi của nữ tử. Sắc mặt Hàn Lập trở lên ngưng trọng, lập tức quay đầu nhìn lại. Tiếng thét này có chút quen tai, dường như là thanh âm của Nguyên Giao. Chẳng lẽ nàng đang chiến đấu ở ngay gần đây? Tuy rằng trong lòng không dám khẳng định nhưng Hàn Lập cũng lập tức hóa hành một đạo thanh hồng bay tới nơi đó. Đợt bạo phát của hắc sắc hỏa quang vừa rồi cũng không cách nơi Hàn Lập bao xa, hắn lập tức điều khiển thanh hồng vọt đi mấy ngàn trượng xuất hiện ở nơi này. Hàn Lập Thu lại độn quang, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ở hơn trăm trượng trước mặt hắn có mấy trăm đầu huyết hồng khô lâu đang phóng ra từng đạo huyết tuyến cùng hơn trăm âm giáp huyền quỷ điên cuồng giao đấu. Mà ở giữa đám huyền quỷ có hai nữ tử hắc bào, một người cầm hắc sắc tiểu bình một người cầm quạt ba tiêu đang thả ra từng đoàn hắc sắc hỏa cầu phụ trợ đám huyền quỷ liều mạng chống cự huyết hồng khô lâu. Uy lực của hắc sắc hỏa diễm này cùng những đòn công kích tạo ra từng trận âm phong của âm giáp huyền quỷ không hề tầm thường, nhưng đối thủ của họ lại càng thêm quỷ dị những khô lâu này liên tục di chuyển trong miệng không ngừng phun ra huyết tuyến có tác dụng khắc chế hắc hỏa nhất định dưới sự công kích của mấy trăm khô lâu một lúc khiến hơn phân nửa hắc hỏa bị tiêu diệt cho dù ngẫu nhiên có một tia bắn chúng một bộ khô lâu thì nó cũng chỉ loạn choạng một chút chứ không hề bị thụ thương quá nặng những huyết tuyến này tuy rằng trên đám quỷ binh có hắc giáp bảo vệ nhưng cùng một lúc chúng phải chịu hơn 10 đạo huyết tuyến công kích cũng khiến chiến giáp vỡ vụn quỷ binh bên trong lập tức hóa thành một đoàn khắc khí rồi biến mất vào lúc Hàn Lập phóng tới phụ cận thì hai nữ tử đang gấp gáp thôi động bảo vật trong tay, số lượng quỷ binh bảo vệ hai nàng lúc này đã tổn thất mấy bảy tám phần, nguy cơ đã cận kề. Hai người này đương nhiên là nghiên lệ cùng nguyên giao, ánh mắt Hàn Lập hiếp lại đánh giá xung quanh một chút, thấy nơi này không còn bất tử quỷ vật lợi hại nào ẩn núp, hắn lập tứ ra tay. Hai cánh sau lưng vũ động, cả người Hàn Lập tiêu biến vào hư không, rồi lập tức hiện lên trên đỉnh đầu nhị nữ, hai tay hắn vung lên, liên tục bắn ra 72 khẩu phi kiếm, bỗng chốc hóa thành mấy trăm khẩu kim sắc kiếm quang phô thiên cái địa chém xuống. Những chỗ kiếm quang đi qua thì huyết hồng khô lâu nơi đó lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn. Nhưng một việc kinh dị bỗng xuất hiện, tất cả những xác huyết khô lâu bị chém chết lập tức lóe lên huyết quang mặt ngoài rồi lập tức tan ra thành từng đoàn chất lỏng màu máu. Chúng đang dần dần tụ lại thành một đại quỷ vật, Hàn Lập thấy vậy khẽ nhíu chân mày, hắn liền nhấc tay lên, từ năm đầu ngón tay hiện ra năm quả khô lâu hư ảnh, từng đoàn ngũ sắc hàn diễm từ năm khỏa khô lâu này kết thành một chiếc lồng úp xuống quỷ vật. Cự đại quỷ vật lập tức bị hàn diễm biến thành một khối băng điêu, không thể nhúc nhích. Từ đầu ngón tay hàn lập lại bắn ra một tia thiểm điện đánh lên trên mặt băng. Xác xác, băng điêu bị kim hồ công kích lập tức vỡ vụn, đại quỷ vật chưa kịp phát huy đã bị hàn lập nhẹ nhàng tiêu diệt. Hai người nhiên lệ và nguyên giao phía dưới tất nhiên chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối, cả hai người kinh ngạc không thôi. Những quỷ vật này thiếu chút nữa đã khiến các nàng táng mạng nơi này vậy mà lại không thể đỡ nổi một kích của Hàn Lập. Các nàng quả thực quá kinh ngạc. Đa tạ Hàn Huynh trợ giúp, nhiên lệ là người trước tiên tỉnh táo trở lại, vội vàng mỉm cười thi lễ với Hàn Lập. Hàn Huynh nếu đến chậm một chút thì chỉ sợ không còn thấy được hai người chúng ta. Nguyên Giao cũng thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt, mỉm cười với Hàn Lập. Dung mạo của nàng lúc này kiều diễm như trăm hoa đua nở. Nụ cười của nàng khiến Hàn Lập ngẩn ngơ nhưng hắn lập tức khôi phục vẻ chấn định, nhàn nhạt nói với nhị nữ. Hai vị đạo hữu sao lại ở đây? Không phải các người đi cùng với quỷ bà sao? Còn đám quỷ binh này là, còn Hàn Huynh sao không đi theo Mộc Thanh Tiên Tử mà lại ở nơi đây? Hai người chúng ta cũng theo các của Hàn Huynh mà tới đây thôi. Còn về đám âm giáp huyền quỷ này là do tỉ muội ta có tham gia luyện chế khi trước nên có thể điều khiển một đội. Chẳng qua hai người chúng ta cũng chỉ có khả năng khống chế ngần này quỷ binh, may mắn có chúng bảo hộ mới kiên trì tới hiện tại. Lưu Quang trong mắt nghiên lệ chuyển động, đoạn cười nhẹ nói. Chắc chắn đằng sau lưng đám quỷ vật này có tồn tại quỷ vật cấp cao, nếu không cũng đã không bày ra một cái bẫy lớn muốn một mẻ bắt hết chúng ta như vậy. Hàn Lập gật đầu rồi từ từ nói. Lời của Hàn Huynh rất có lý, chỉ là không biết đạo hữu tính toán về sau thế nào. Số lượng quỷ vật bao vây chúng ta quả thực quá nhiều, cho dù có xếp chúng lại cùng một chỗ để giết cũng không hết. Sắc mặt nguyên giao thoáng biến trắng, nàng cắn nhẹ môi nói. Hai vị đạo hữu không có phát hiện gì sao, đến hiện giờ chúng ta chỉ gặp phải quỷ vật cấp thấp, chứ chưa hề gặp qua lệ quỷ hung phách cấp cao. Hàn Lập cũng không trực tiếp trả lời nguyên giao mà sắc mặt tỏ vẻ quái dị mà phân tích tình hình. Ý của đạo hữu là, nghiên lệ ngẩn ra một chút rồi bỗng trở lên giật mình. Đúng vậy, sợ rằng tất cả quỷ vật cấp luyện hư lúc này đang bận đối phó với đám người lục túc, nếu không chỉ cần chúng xuất hiện vài tên cũng khiến chúng ta phải lo lắng cho tính mạng của mình. Hàn Lập sờ sờ cầm, lời này của Hàn Huynh tức là sao? Xin trực tiếp nói cho tỉ muội ta biết, ánh mắt Nguyên Giao chợt lóe quang mang, bỗng nhiên hỏi. Không có gì, tại hạ chỉ cảm thấy tình hình lúc này có chút hỗn loạn, đây chính là cơ hội để chúng ta thoát khỏi sự khống chế của đám yêu vương này. Hàn Lập thở dài, từ từ nói, ý của Hàn Huynh cũng ta đã hiểu, nghiên lệ thu lại vẻ tươi cười. Hàn Lập ngưng trọng nói, chỉ cần chúng ta chạy khỏi đây là được, đám người mục Thanh cùng quỷ bà sẽ không có thời gian bận tâm đến chúng ta. Lúc đó chỉ cần tìm được một nơi âm khí tinh thuần là có thể loại trừ ký hiệu bọn họ lưu lại trên cơ thể. Minh Hà rộng lớn như vậy, cho dù đám người quỷ bà muốn tìm chúng ta cũng không khác gì tìm kim đáy biển. Nghe Hàn Lập nói vậy, hai người nguyên giao cùng nghiên lệ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút rung động. Được, chúng ta nghe theo Hàn Huynh, hiện tại đã tiến vào Minh Hà nguy hiểm trùng trùng, nếu có thể sớm thoát đi thì hai người chúng ta cầu con không được. Nguyên giao cùng nghiên lệ truyền âm thương lượng một lát sau đó rốt cuộc đồng ý nếu hai vị đạo hữu không có ý kiến thì tốt rồi. Chỉ là quỷ vụ này có chút quỷ quái, ta đã tìm kiếm hơn nửa ngày nhưng vẫn không thấy đường ra. Quả là khó giải quyết, Hàn Lập thoáng tỏ vẻ vui mừng, nhưng lập tức cau mày nói. Nếu là chuyện khác hai người chúng ta thần thông thấp kém sẽ không giúp đỡ được gì, nhưng quỷ vụ này sao? Ha ha, đạo hiếu chẳng lẽ quên ta cùng sư muội tu luyện quỷ đạo công pháp, bản thân cũng là bán quỷ chi khu. Nghiên lệ nghe Hàn Lập nói vậy thì lại khẽ cười nói. Ồ, chẳng lẽ nhiên đạo hữu cùng nguyên đạo hữu có biện pháp thoát ca hỏi quỷ vụ này hàn lập thoáng ngẩn ra rồi mừng rỡ nói chúng ta tu luyện âm dương luân hồi quyết tuy không thể so với các đại thần thông khác khác định chế thắng nhưng cũng có một số chỗ huyền diệu nhất định đạo hữu cứ đi theo hai người chúng ta là được kỳ thực lúc trước hai người chúng ta định thoát ly khỏi đám quỷ vụ này nhưng trên đường lại gặp phải quỷ vật tập kích nguyên giao đắc ý giải thích chương 1480, bạch ảnh việc này không nên chậm trễ lập tức đi thôi nếu chậm một chút nữa thì đám quỷ vật sẽ lại kéo tới đây. Hàn lập kìm chế sự hưng phấn trong lòng, thận trọng nói. Hai người nguyên giao cũng không có ý kiến, ba người cùng đám quỷ binh còn sót lại lập tức khống chế độn quang rời khỏi nơi đây. Trên đường đi, nguyên giao và nghiên lệ thi triển hợp độn cả hai nắm lấy tay nhau cùng thi pháp. Trên hai người tỏa ra hắc bạch lưỡng sắc linh quang, đoạn cả hai hé miệng tự phun ra hai khỏa viên châu hai màu đen trắng khác nhau. Hai hạt châu vừa xuất hiện đã dung hợp thành một thể, biến thành một hạt trâu lớn cỡ nắm tay, nửa đen nửa trắng. nhiên lệ cùng nguyên giao trong khi độn quang đều nhắm chặt hai mắt thao túng hắc bạch viên cầu dẫn Hàn Lập bay về một phương. Nhìn thấy bí thuật kỳ lạ như vậy, Hàn Lập có chút bán tín bán nghi nhưng cũng chỉ có thể bay theo hai người. Hàn Huynh, chúng ta dùng bí thuật quỷ đạo tuy có thể thoát ra khỏi xương mù nhưng không thể thay đổi phương hướng trong khi thi pháp, nếu không chẳng khác nào kiếm củi ba năm đốt một giờ. nhiên lệ bỗng nhiên lên tiếng, vẻ mặt Hàn Lập thoáng biến sắc, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Nói như vậy, trên đường cho dù có gặp được quỷ vật thì cũng phải trực tiếp vượt qua. Đúng vậy, Hàn Huynh nên biết bí thuật của chúng ta tuy có thể loại bỏ sương mù nhưng vẫn bị quỷ vật cuốn lấy, không thể rời đi. Nghiên lệ cười khổ một tiếng, hư, chỉ cần không chạm phải những tồn tại cường đại như lục túc và mộc thanh thì có thể trực tiếp vượt qua được. Các quỷ vật lợi hại giờ này có lẽ đang cuốn lấy bốn yêu vương. Hàn quang trong mắt Hàn lập chợt lóe, cười nhạt một tiếng cho dù lúc trước có thấy hàn lập ra tay nhưng khi nghe thấy hắn lớn tiếng như vậy thì sắc mặt nghiên lệ cũng ngẩn ra tỏ vẻ quái dị thế nào chẳng lẽ nghiên đạo hữu thấy hàn mỗ nói vậy là quá tự đại hàn lập rất tinh ý lập tức nhìn thấu suy nghĩ của nghiên lệ nên nhàn nhạt nói tiểu muội đâu dám nghĩ như vậy thiếp thân cùng hàn huynh chưa có thâm giao gì nhưng cũng nghe tới chuyện hàn huynh tại nhân giới có thể dễ dàng tiêu diệt tồn tại đồng giai những chuyện như vậy tiểu muội đã nghe sư muội nói không biết bao nhiêu lần nghiên lệ khẽ nở nụ cười hàn lập cảm thấy bất ngờ không khỏi liếc mắt nhìn nguyên Giao một cái tuy hai mắt nàng đang nhắm nhưng trên gò má đã ẩn ẩn sắc hồng hàn đạo hữu đã tự tin như vậy thì sợ rằng thần thông đã có thể so sánh với tu sĩ luyện hư ánh mắt nghiên lệ khẽ chuyển tiếp tục mở miệng chỉ cần không đụng phải tồn tại luyện hư hậu kỳ thì tại hạ có thể chống lại hiện giờ không phải lúc khiêm tốn nên hàn lập thật tâm trả lời chật chật thật là không biết đạo hữu tu luyện thần thông thế nào Năm đó khi sư muội ta mới gặp đạo hiếu thì Hàn huynh mới chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, hiện giờ đã có thể sánh với tồn tại cấp luyện hư. Nghĩ lại quả thực như một giấc mộng nam kha. Nhiên Lệ Tạc lưỡi nói, "Nhiên cô nương cũng không cần thương cảm như vậy." Hàn Lập thoáng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, "Không có gì, ta cùng sư muội tu luyện âm dương luân hồi quyết cũng không biết là hòa hay phúc, cũng không biết con đường tu luyện về sau thế nào. Chẳng lẽ cứ phải chịu kiếp nửa người nửa quỷ?" hay đem thân mình hoàn toàn chuyển hóa thành quỷ thân tiếp tục tu luyện thiên quỷ chi đạo. Nghiên lệ thở dài một tiếng, nguyên giao bên kia nghe thấy vậy thì sắc mặt cũng trầm xuống. Hàn lập nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói, tuy rằng ta không hiểu biết rõ lắm về quỷ đạo thần thông nhưng tại linh giới này ngay cả người không có linh căn cũng có thể tìm biện pháp sinh ra linh căn, vậy thì chưa chắc ở linh giới đã không có công pháp bí thuật khôi phục thân thể của hai người. Thật sự như thế sao? Ở linh giới có thể tìm được biện pháp khôi phục nhân thân trong phút chốc cả nguyên giao và nghiên lệ cùng mở lời, vẻ mặt đầy vẻ mừng rỡ. Âm dương luân hồi quyết tuy rằng quỷ dị nhưng cũng không phải công pháp nghịch thiên. Với kiến thức của ta mà phán đoán thì nếu có thể xua tan toàn bộ âm khí trên cơ thể hai người thì một lần nữa sẽ khôi phục nhân thân. Nhưng phỏng chừng đến lúc đó không tránh khỏi việc hao tổn tu vị, thậm chí còn không ít đau khổ khác. Chẳng qua nói tới biện pháp cụ thể thì cần về lại nhân tộc cẩn thận thăm hỏi một chút là được. Hàn Lập trả lời nếu có biện pháp khôi phục nhân thân thì cho dù phải nếm một ít khổ sở, hao hụt chút ít tu vị có tính là gì. Nguyên giao không lưỡng lự lập tức trả lời, nghiên lệ cũng liên tục gật đầu tán đồng, hàn lập mỉm cười, đang muốn nói thêm điều gì đó thì sắc mặt hắn sầm xuống, độn quang bùng lên hóa thành thanh sắc kinh hồng lao vào trong đám sương mù phía trước. Nhị nữ thấy vậy thì ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Chỉ là sau mấy lần hô hấp thì phía trước đã vang lên tiếng quỷ giống, tiếp theo có hơn 10 đoàn hôi khí phóng thẳng lên cao, kiếm khí tung hoành. Sau đó mọi sự lại yên tĩnh trở lại, linh quang lóe lên, thanh sắc kinh hồng lại từ trong đoàn sương mù phía trước bắn tới bên cạnh nhị nữ người tới đương nhiên là Hàn Lập. Đi thôi, chỉ là một số quỷ vật bình thường, nét mặt Hàn Lập không chút đổi sắc, chỉ bâng quơ nói một câu. Quỷ vật bình thường, nghiên lệ và nguyên giao quả thực không biết nói gì. Tuy các nàng chưa tận mắt nhìn thấy đám quỷ vật đó trong sương mù nhưng hơn 10 cỗ âm khí vừa rồi vô cùng kinh khủng, quỷ vật bình thường tuyệt đối không thể phát ra. Chẳng qua thấy bộ dạng thong dong của Hàn Lập thì nhị nữ an tâm trở lại. Tiếp theo các nàng lại dồn toàn bộ tinh thần thôi động hắc bạch nhãn cầu tìm kiếm đường đi chính xác, cả đoàn người không người phi độn về phía trước. Cứ như vậy, các quỷ vật bọn họ gặp trên đường đi đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt hết. Thậm chí khi đoàn người gặp phải một số yêu vật địa uyên đang cùng quỷ vật hỗn chiến thì đều bị Hàn Lập dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt một phần quỷ vật, mở ra một thông lộ giúp nhị nữ cùng một số quỷ binh còn sót lại thuận thế mà qua những yêu vật địa uyên vốn tưởng có người tới giúp đỡ nhưng sau khi thấy bọn họ rời đi thì trợn trừng mắt đánh tiếp tục liều mạng với đám quỷ vật khác cũng không biết là do vận khí đám người hàn lập không tệ hay là nhị nữ tìm được đường đi ít gặp quỷ vật nhất dọc theo đường đi bọn họ rất ít khi gặp phải lệ quỷ lợi hại hay chiến đoàn lớn cứ như vậy bọn họ hết quẹo đông lại rẽ tây bay tới một nơi cực xa mấy canh giờ sau sương mù bốn phía rốt cục đã loãng dần, tần suất gặp phải quỷ vật cũng ít đi. Thấy tình hình như vậy đám người Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Trong lòng bọn họ biết rằng không đi nhầm đường, đã tới phía mép của sương mù. Sau khi Hàn Lập tiêu diệt một đoàn quỷ vật nữa mang theo nhị nữ cùng đám quỷ binh phá vây thoát ra ngài thì thần sắc của hắn thoáng biến, đột một dừng lại độn quang nhìn về phía trước. Sao vậy, Hàn Huynh phát hiện ra điều gì sao? Nguyên Giao giật mình, lập tức mở miệng hỏi. Vẻ mặt nghiên lệ cũng tỏ vẻ kinh nghi, chỉ tiếc rằng thần niệm có hạn nên không thể thăm dò nơi xa. Xem ra muốn rời đi nơi này còn có chút phiền toái. Vẻ mặt Hàn Lập không chút biểu tình, chậm rãi nói. Đúng lúc này, phía xương mù xa xa đột nhiên truyền đến giọng nữ cười khanh khách, tiếng cười càng lúc càng rõ, chớp mắt đã vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Hai người nghiên lệ cùng nguyên giao lúc đầu còn chưa để ý bởi dù sao các nàng cũng có bán quỷ chi thân, phép thuật quỷ đạo câu hồn bình thường đâu có thể làm tổn thương các nàng. Chỉ là sau khi tiếng cười này tiến vào trong tai thì nhị nữ bỗng cảm thấy cả người vô lực, thần thức trì trệ, mí mắt như bị ngàn cân kéo xuống. Không ổn, nguyên giao phản ứng cực nhanh, nàng quát lên một tiếng miễn cưỡng bảo trì một tia tỉnh táo trong đầu. Chỉ là vừa mới điều động âm lực trong cơ thể thì nàng càng trở lên kinh hoàng vạn phần. Âm lực trong cơ thể nàng lúc này trống rỗng không có một tia. Đây là chuyện gì, ngay cả khi biết tình hình bản thân có quan hệ với tiếng cười kia thì nàng vẫn vô cùng bối rối lúc này nguyên dao đã không thể kiên trì hai mắt nàng nắm lại cả người rơi xuống phía dưới còn nghiên lệ bên kia cũng lảo đảo tình hình không ổn chút nào một đám âm giáp huyền quỷ tuy tay vẫn lăm lăm binh khí nhưng đều đã rơi xuống dưới đất hừ một tiếng hừ lạnh vang lên tuy rằng âm thành không lớn nhưng khi nó lọt vào tai nguyên dao và nghiên lệ lại vô cùng rõ ràng trong thần thức các nàng lập tức cảm thấy buốt nhói khiến cả hai giật mình âm lực vốn không còn một tia lại một lần nữa tuôn trào nguyên dao tránh được một kiếp thì kinh hỉ Nàng không hề lưỡng lự lập tức thôi động linh lực trong cơ thể phát ra một đoàn hôi sắc linh quang bao phủ bên ngoài cơ thể. Nàng khẽ quay đầu nhìn về phương khác thì thấy cả người nghiên lệ lúc này cũng đang được khôi mang bao bọc, thậm chí hơn người huyền quỷ đã ngã xuống lúc trước cũng một lần nữ đằng không bay lên. Nguyên Giao thở nhẹ một hơi, thoáng chuyển ánh mắt nhìn về thân hình ổn trọng như núi của người thanh niên bên cạnh. Hiển nhiên người vừa ra tay giải cứu bọn họ chính là Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập không chút biểu tình đứng giữa không chung, dường như tiếng cười quỷ dị khắp bốn phía không hề ảnh hưởng đến ánh. Lam mang trong mắt hắn lóe lên, một đạo kim sắc kiếm quang từ trong tay bay vào tới khoảng không phía xa. Phốc, nơi kim quang đi qua đã có một đạo bạch ảnh nhàn nhạt từ hư không xuất hiện. Bạch ảnh này thoáng vặn vẹo thân hình, tuy nó bị kiếm quang chém qua nhưng không chút bị thương tổn. Thân sắc hàn lập thoáng động, một hắc sắc đại thủ cùng một bạch sắc tiểu thủ mở ra nhanh như tia chớp chụp về phía bạch ảnh nhất thời một mảnh quang hà hôi sắc minh mông cùng một đoàn ngũ sắc quang diễm bỗng nhiên xuất hiện cuốn tới phía trước. Hôi hà phô thiên cái địa như muốn ôm trọn bầu trời, đem bạch ảnh bao phủ vào trong. Nguyên giao cùng Nhiên lệ thấy vật thì nét mặt lộ vẻ vui mừng. Sự lợi hại của hai loại thần thông này các nàng đã được thấy hàn lập thi triển qua. Hơn phân nửa đám quỷ vật lúc trước đều bị hàn lập dùng hai loại thần thông này tiêu diệt. Nhưng mọi chuyện lại không như nhị nữ dự đoán, bạch ảnh khẽ cười rồi bắt đầu biến ảo, từ một hóa hai, từ 2 hóa 4, từ 4 hóa 8, trong nháy mắt bạch ảnh đã đầy khắp bầu trời hơn nữa chúng còn đang tiếp tục phân tách, trong phút chốc đã vượt quá khỏi phạm vi bao phủ của hôi hà và ngũ sắc quang diễm. Nguyên giao cùng nhiên lệ thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. chương 1481, quỷ nữ, hàn lập thấy vậy thì đồng tử trong mắt co rụt lại, lập tức thúc giục pháp quyết tuy không thấy hắn có thêm động tác nào nhưng hôi hà đầy trời cùng ngũ sắc quang diễm lại đột nhiên tản ra hóa hành vô số hôi ti và ngũ sắc tinh mang bắn ra khắp nơi. Những bạch ảnh mỗi lần bị kích chúng thì lập tức biến mất, chỉ là những bạch ảnh khác vẫn không ngừng phân liệt mà ra. Trong lúc nhất thời trong vòng trăm trượng chỉ thấy hôi ti và ngũ sắc tinh mang, tiếng rít gió chói tai. Chỉ là bạch ảnh diệt rồi lại sinh, sinh rồi lại diệt dường như vĩnh viễn không thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, không chỉ riêng hai người nguyên giao trợn mắt há mồm mà cả Hàn Lập cũng ngẩn ra. Đúng lúc này, dường như thần niệm của hắn cảm ứng được điều gì đó nên thân hình lập tức trở lên mơ hồ, đột nhiên hắn quay người 180 độ về đằng sau nhìn về khoảng không đằng xa, ánh mắt hiện lên sự tàn khốc. Từ giữa chán nứt ra một đạo huyết ngân, theo đó một con mắt đen thủy hiện lên đây đúng là phá diệt pháp mục của Hàn Lập. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng như vậy, uy lực của pháp mục càng lúc càng mạnh mẽ, từ ngoài nhìn thẳng vào người ta còn cảm thấy dường như cả linh hồn mình bị hút vào trong nó. Đồng tử phía trong mắt chợt lóe hắc quang, một quang trụ to bằng ngón tay chợt lé lên rồi bắn thẳng vào hư không. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, tại chỗ quang trụ của phá diệt pháp mục vừa đi qua trong hư không lập tức hiện lên một đoàn hắc sắc quang vượng đầy quỷ dị, chỉ là nó chợt lé rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo bạch ảnh loạn choạng hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái nó đã xuất hiện tại ngoài trục trường. Lúc này bạch ảnh đã không còn mơ hồ mà trở nên cực kỳ rõ ràng. Đây là một nữ tử vận bạch bào bao phủ toàn thân, cả người dường như không nhiễm một hạt bụi, cho dù trận nổ vừa rồi cũng không làm nàng hư hao chút nào. Cả thân hình nữ tử có vẻ cao gầy, nhưng những chỗ lồi lõm vẫn rõ ràng đầy dụ người kết hợp thêm mái tóc dài đen như mực. Tuy rằng nàng cúi thấp đầu nên không thể thấy rõ vẻ mặt nhưng không thể nghi ngờ đây là một trang quốc sắc thiên hương. Hàn Lập nhìn nàng ta, hai mắt hít lại lộ vẻ cảnh giác vừa rồi hắn định dùng thần niệm thăm dò nhưng lại bị chiếc áo choàng của quái kia ngăn cản thần niệm nên không cách nào phán đoán được tu vị đối phương. chẳng qua vừa rồi cùng đối phương giao thủ hắn đoán được đối phương tuyệt đối không phải cao giai quỷ vật bình thường. nữ tử vận bạch bào này bị Hàn lập dùng phá diệt pháp mục bước ra từ hư không lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hàn lập cũng không quay đầu mà khẽ vẫy tay về đằng sau. Hồi sắc quang hà cùng ngũ sắc quang diễm đầy trời cũng bỗng chốc biến mất trong ống tay áo hắn đang hiện ra hai cánh tay đen trắng khác nhau mặt ngoài có lưu quang chuyển động đầy kỳ lạ khách khách một tiếng cười quái dị từ trong miệng nữ tử bạch bào phát ra tiếp theo nàng khẽ nhấc tay nhẹ nhàng trảo về phía Hàn lập một trảo thủ trảo bạch quang chói mắt chỉ là nó thoáng lóe lên rồi bỗng nhiên biến mất trong hư không thấy tình hình quỷ dị như vậy Hàn lập cũng không khỏi sửng sốt nhưng chưa kịp hắn có phản ứng thì bạch ảnh chợt lóe lên ngay bên cạnh hắn thủ trảo biến mất lúc trước cũng chợt hiện ra lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chộp về phía Hàn Lập. Năm ngón tay móng dài nhọn hoắt lập lè Hàn Quang. A, à, cho dù Hàn Lập có bình tĩnh thế nào thì lúc này cũng không khỏi hoảng sợ, thế tới của cốt chảo quá quỷ dị khiến thân pháp của hắn cho dù có mau hơn nữa cũng không kịp phản ứng. Bụp, một tiếng, cốt trảo đã túm được cổ Hàn Lập, chỉ là chỗ ra thì tiếp xúc với cốt chảo trong nháy mắt đã lóe lên kim quang, kim lân lập lè. Cốt trảo sắc bén chộp vào đó lại bị bật ra thân hình hàn lập cũng run mạnh không tự chủ được lui về đằng sau hai bước phía trên cổ hắn vẫn tỏa kim quang trói mắt không chút bị xây xước sắc mặt hàn lập đanh lại hắn vung tay phóng ra một đạo kim quang nhanh như chớp chém về phía cốt thủ đó kiếm quang bạch mang va chạm vào nhau phát ra tiếng chát chúa chói tai kim sắc kiếm quang khi chém lên cốt thủ chỉ khiến bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút chứ không hề tổn thương được nó sắc mặt hàn lập đại biến hắn không nghĩ ngợi mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm, bạch bào nữ tử sau một chảo không đắc thủ đã lập tức phản ứng lại, bả vai nàng khẽ run lên co lại bạch sắc cốt chảo khiến nó biến mất một cách quỷ dị khiến hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó phía bà vai nữ tử lúc trước trống rỗng đã khôi phục lại như cũ. Hàn lập thấy tình hình quỷ dị như vậy thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra bốn năm viên châu thanh sắc, linh quang của linh thú hoàn bên cổ tay cũng lóe lên quỷ vật này có không gian thần thông quỷ dị như vậy nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà định trực tiếp gọi ra đề hồn sau đó dùng lôi châu áp trận dùng thủ đoạn xét đánh tiêu diệt đối phương hiện tại không có thời gian để hắn dây dưa lâu dài tựa hồ thấy đòn tấn công sắp tới của hàn lập không phải là vừa nên bạch bào nữ tử cũng không vội vã ra tay mà ngược lại chậm rãi giơ hai tay lên áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ bộ mặt của nàng a à, nghiên lệ và nguyên giao mới rồi đã bị chàng giao chiến ngắn ngủi giữa hàn lập và nữ tử này khiến tinh thần hoảng loạn lại thêm lúc này nhìn thấy bộ mặt của nàng thì cả hai đều biên sắc kinh hô một tiếng. Hàn lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi, gương mặt của người này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét, khô quát còn bên kia lại là môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh lam không chút cảm tình nhìn chằm chằm hàn lập. Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không nói, chỉ là khi nãy nàng che mặt chỉ để lộ thân hình thon đẹp vô cùng, tóc dài đen óng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng, vậy mà hiện tại lại để lộ ra gương mặt đáng sợ khiến người ta không khỏi hoảng hốt. Trên người bạch bào nữ từ truyền ra tiếng khóc nỉ non, từng đoàn xương mù nơi phụ cận dần lan tràn đến đây. Trong đám xương mù này có vô số quỷ ảnh chập trần đang dương nhanh múa vuốt gào thét không ngừng vô cùng dữ tợn. Hàn lập cả kinh lập tức đặt ta lên linh thú hoàn định trực tiếp gọi ra đề hồn nhưng chỉ là lúc này một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn xương mù. Thanh âm này cực lớn đập vào tai hàn lập khiến màng nhĩ của hắn ong ong không ngừng, cả đoàn quỷ vụ cũng vì tiếng giống này mà không ngừng quay cuồng. Hai người nguyên giao nghiên lệ nghe phải thanh âm này thì đều kinh tâm táng đảm. Thanh âm này cũng không phải là do một trong bốn đại yêu vương phát ra, chắc chắn bên kia còn có quỷ vật lợi hại nào đó. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, trong lòng vô cùng run sợ. Chỉ là một cảnh khiến Hàn Lập bất ngờ bỗng xuất hiện. Bạch bào nữ tử vừa nghe thấy tiếng giống này thì chợt lóe lục quang, tiếng khóc nỉ non trên thân cũng ngưng bật, xương trắng bốn phía vốn đang chập trần cũng thu vào hết trong người nàng lúc này nàng trực tiếp hóa thành một cỗ gió nhẹ phi độn về phía vừa phát ra tiếng giống. Thấy đối thủ tự động rút lui, Hàn Lập cũng không đuổi theo mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng giống, sắc mặt âm trầm Hàn Huynh, chúng ta. Nghiên lệ không nhịn được định nói điều gì đó nhưng Hàn Lập lại cắt ngang lời của nàng chúng ta chạy nhanh thôi, có thể nhóm lục túc đang ở ngay gần đây, nếu không thì quỷ nữ này cũng không chạy về phía đó. Thần sắc Hàn Lập trở nên ngưng trọng, hai người nguyên giao nhận thấy lời này có lý nên cũng không có ý kiến, ba người lại mang theo một đám quỷ binh tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi đám mây mù. Lúc này phía trước đã không còn quỷ vật nào ngăn cản, sương mù cũng nhạt dần. Một lát sau, trước mặt ba người đã là một mảng quang đáng bọn họ rốt cục cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù. Ba người không khỏi mừng rỡ, chỉ là đúng lúc này thì một thanh âm nam tử xa lạ từ trên cao truyền đến, ồ, còn có người thoát ra khỏi cấm chế do ta bố trí được. Ta đã xem nhẹ các ngươi rồi. Hàn lập cùng nhị nữ vừa nghe được lời này thì không khỏi dùng mình há hốc miệng. Chỉ thấy ở trên bầu trời cả nghìn trượng có ba người đang đứng rằng co với nhau. Trong đó hai người rõ ràng là một Thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc, phía sau bọn họ còn có hơn 10 yêu vật cấp cao và 8 gã âm giáp quỷ binh. Còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh đứng theo trận thế vô cùng chỉnh tế. Sát khí từ đám quỷ binh này khiến âm phong nổi nên từng trận. Kế bên kia cũng có một chi quân đội đứng rằng co cùng đám quỷ binh này. Chi quân đội này chừng khoảng 7-8 ngàn, tất cả đều cao đến hai trượng, Bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sắc chiến giáp, trong tay đầy các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích, cung nỏ. Tất cả đều huyền phù trên không trung rất ngay ngắn, vừa nhìn là đã biết đây là một nhóm quân tinh nhuệ có huấn luyện bài bản. Điều khiến Hàn Lập giật mình hơn nữa chính là trong đám quân mang huyết sắc chiến giáp này còn có hơn 200 cỗ chiến xa thanh mang lập loè, kiểu dáng cổ xưa, mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 10 tên huyết sắc giáp sĩ tay cầm búa rìu cùng các binh khí dài. Mỗi một chiếc xe lại do hai con quái thú đầu giao thân sư tử kéo theo trên người chúng cũng có chiến giáp, tứ chi to ngắn, lợi trảo lập lòe hàn quang. Tại phía trước chi quân đội này là ba võ tướng, trong đó có một kẻ mặc khôi giáp tử sắc lưng đeo hai thanh đại truy là kẻ vừa mới lên tiếng. Ánh mắt Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ đầu bạc cũng đảo qua ba người hàn lập, trong đó sắc mặt Mỹ Phụ không chút thay đổi còn nét mặt Mộc Thanh cũng lộ ra vẻ cười mà không phải là cười. Trong lòng hàn lập không ngừng âm thầm kêu khổ, chương 1482, Phù Du Tộc, sắc mặt nguyên giao và nghiên lệ cũng không khá hơn hàn lập là bao ra là hai người này là bán quỷ thân thảo nào có thể đi ra khỏi cấm chế tử giáp phó tướng kia không biết lai lịch ra sao nhưng sau khi đánh giá nguyên giao và nghiên lệ chi tiết thêm vài lần thì không hề cảm thấy hứng thú ánh mắt của hắn lại chuyển sang người hàn lập cơ hồ trong nháy mắt hàn lập cảm thấy một cỗ thần niệm trực tiếp đảo qua khiến cả người nổi gai ốc dường như cả người hắn đều bị nhìn thấu hàn lập nhíu mày lập tức vận chuyển đại diễn quyết trong cơ thể nhất thời ngăn cản hơn phân nửa thần niệm của đối phương ở bên ngoài cơ thể đồng thời dùng thần niệm của bản thân đảo qua người hắn kết quả tử giáp võ tường hừ lạnh một tiếng khiến thần sắc của hắn chấn động thân thể vị võ tướng này lạnh như băng nhưng lại không phải là thân thể máu thịt cũng không phải là âm quỷ lực kết thành thần niệm của hắn lại đảo sang ha võ tướng khác cùng một ít huyết giáp binh sĩ ngoại trừ quái thú kéo xe thì những người này đồng dạng không hề có chút tức giận khôi lỗi trong đầu hàn lập lóe ra hai từ này hắn phát hiện ra thân phận của tử giáp võ tướng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc xem ra khôi lỗi này chính là kẻ khống chế quỷ vật nơi minh hà này nếu không vừa rồi sao hắn có thể nói như vậy chưa đề cấp tới huyết hồng giáp sĩ phía sau ba võ tướng này mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này đủ để thấy hẳn là được hạng người mang đại thần thông phụ thể mộc thanh cùng mỹ phụ đối diện với mấy khôi lỗi này cũng không trực tiếp ra tay hiển nhiên thực lực của đám khôi lỗi này cũng không hề thua nhóm âm binh. Nếu không thì hai người đã không để tình thế diễn biến rằng coi như vậy mà đã sớm thi triển đại thần thông diệt sát sạch sẽ. Mà lục túc và điệu huyết lão quái đều không có ở đây, lúc trước phía sâu trong sương mù chuyển tới tiếng quỷ hống, xem ra hai người này vẫn chưa thể phá giải sương mù thoát ra. Tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ như vậy. Các ngươi lại đây, một thanh bỗng nhiên hướng hàn lập vẫy tay. Hàn Lập cũng không còn cách nào khác chỉ có thể độn quang tới bên cạnh nàng. Tham kiến nhị vị tiền bối, Hàn Lập vừa đến liền ôm quyền, cung kính chào hỏi hai người Mộc Thanh. Hàn Đạo Hữu Kim Linh không ở cùng ngươi sao, hiện giờ nó ở nơi nào? Hàn Lập bất ngờ xuất hiện nơi này nhưng Mộc Thanh không hề hỏi việc hắn thoát khỏi quỷ vụ thế nào mà lại hỏi về đầu kim viên kia. Vãn bối cũng không rõ lắm, lúc trước Kim Huynh cùng vãn bối bị nhóm quỷ vật công kích nên đã sớm lạc nhau. Điều này cũng không có gì phải giấu giếm nên Hàn Lập Thành thật trả lời. Lạc nhau, Mộc Thanh nhíu mày, Mộc tiền bối, người đối diện là ai? Quỷ vụ này do đối phương tạo ra sao? Hàn Lập nhìn về phía đám khôi lỗi, chậm rãi hỏi. Ta cùng Lam Đạo Hữu cũng mới ra khỏi đám quỷ vụ không bao lâu, vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế thì lại gặp phải mấy thứ này ngăn cản vẫn chưa kịp hỏi chúng. Chẳng qua lần trước vào đây không hề gặp chúng, phỏng chừng chúng cũng giống chúng ta từ ngoài giới tiến vào minh hà này. Mộc Thanh cũng có chút nghi hoặc, người bên ngoài, Hàn Lập khẽ động thần sắc, Hàn Đạo Hữu chắc cũng đã phát hiện đối phương là một chi đại quân khôi lỗi rồi. Nhưng không thể khinh thường, ba khôi lỗi cầm đầu kia có tu vị không phải là nhỏ, chúng ta cũng không chắc chắn có thể tiêu diệt. Thanh âm Mộc Thanh có vài phần ngưng trọng, nhìn về phía đối diện. Đầu bạc Mỹ phụ bên kia cũng không hỏi gì hai người nguyên giao mới tới bên cạnh mà ngược lại nhìn về ba gã khôi lỗi võ tướng phía xa, lạnh lùng nói. Lão thân mặc kệ các người có bản thể là gì, chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có triệt hồi cấm chế dưới kia hay không? Triệt cấm chế, đừng si tâm vọng tưởng, các ngươi từ ngoài tới can đảm xâm nhập muốn lấy thánh vật của tộc chúng ta. Nhóm người lần trước xông vào cũng là các ngươi, thiếu chút nữa là đã bị các ngươi lấy được. Lúc này đây, ta quyết không để các ngươi rời đi. Tử Giáp Phó tướng âm lãnh trả lời, "Phù du tộc, mỹ phụ đầu bạc đại biến sắc mặt mà trong lòng Mộc Thanh cũng nhảy dựng lên. Hàn Lập nhíu mày, trong đầu hắn không hề có tư liệu về tộc này các ngươi đã biết bản tộc thì càng tốt, nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu tròi có thế sẽ tha cho tính mạng các ngươi. Nếu không cho dù lần này có thể chạy thoát thì bổn tộc cũng sẽ phái người truy giết các ngươi trên toàn linh giới. Tử giáp phó tướng cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức nhạt giọng nói. Nghe thấy tử giáp phó tướng uy hiếp, Mỹ phụ đầu bạc và mục Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng. Tiếp theo hai người lại khẽ mấp máy môi truyền âm, tử giáp phó tướng thấy vậy thì cười nhạt một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Trong lúc truyền âm, thần sắc mỹ phụ đầu bạc càng trở lên âm trầm còn mộc thanh cũng nhíu chặt lông mày tựa hồ đang suy nghĩ các ngươi nói đây là thánh địa của tộc các ngươi lời này đâu phải ngươi nói là chúng ta có thể tin ngay được khi nào thì tộc các ngươi sửa tu âm quỷ chi lực mỹ phụ đầu bạc hỏi ngược lại các ngươi không cần biết điều này các ngươi cho rằng minh hà chi địa này là tự nhiên mà thành sao tử giáp phó tướng bâng quơ trả lời mỹ phụ cùng mộc thanh lại nhíu mày bất giác lại tin tưởng lời đối phương thêm vài phần hư ai biết được các người có giả mạo phù du tộc hay không? Cho dù các người có thực sự là phù du tộc, nếu có thiên phù giai tại đây thì chúng ta còn kiêng kỵ vài phần nhưng hiện tại chỉ là chút phân hồn phụ thân vào khôi lỗi mà thôi, cũng dám mạnh miệng kêu chúng ta thúc thủ chịu trói. Sau khi trầm mặc một lát, trên mặt Mỹ phụ hiện lên lệ sắc. Mộc thanh cũng không hề lên tiếng nhưng trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí. Tử giáp phó tướng nghe được những lời này thì hai mắt lóe lên hồng quang, hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa mà đột nhiên vỗ xuống đầu tòa kỵ giống như tê nghiêu. Nhất thời con thú này ngửa cổ hít sâu một cái, nhất thời không khí chung quanh phẳng phất như bị hút cạn toàn bộ, tiếp theo nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng rồi phóng ra một đoàn thanh sắc quang cầu trói mắt lao tới đám người Mỹ phụ. Thanh sắc quang cầu mang theo tiếng rít dữ dội tỏa hào quang trói mắt lao đi. Sắc mặt Mỹ phụ trầm xuống, hai tay lập tức bắt quyết. Hồi quang sau lưng chợt lóe, một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện rồi trước mắt đã điên cuồng bành trướng hình thể đến mấy lần, đồng thời hé miệng phun ra một đoàn ô cầu. Hai khỏa quang cầu vừa tiếp xúc lập tức nổ vang chấn động đất trời. Thanh quang hắc mang đan sen vào nhau, không gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng xuất hiện một đám mây cực lớn phóng thẳng lên cao. Mỹ phụ thấy vậy thì hai mắt hiện lên hung quang, rồi há miệng phát ra một tiếng quái khiếu. Nhất thời mấy ngàn quỷ binh cùng tám gã quỷ vương dưới sự dẫn động lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực lao về phía trước. Tử giáp phó tướng thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, hai kim trùy trên vai run lên một cái rồi trực tiếp xuất hiện trên hai tay hắn. Tuy rằng là khôi lỗi chi thân nhưng vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực của ta. Tử giáp phó tướng nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, hai kim trùy vèo một cái đã bay vút lên không trung quay tít tỏa ra vạn đạo kim quang, ở giữa hư không lại huyễn hóa ra hơn trăm hư ảnh kim trùy rồi không một tiếng động liền điên cuồng bổ xuống đám âm phong. Tám âm thanh trường khiếu từ trong âm phong đồng thời phát ra, tiếp đó tám đạo hắc ảnh chợt lóe rồi hiện hình thành tám gã âm giáp quỷ vương tại giữa không trung. Binh khí trong tay chúng hóa hành mấy đạo hắc sắc kinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hà, hoặc tỏa ra từng loại hắc quang cổ quái tạo thành một hắc sắc quang mạc. Kim sắc trụy ảnh đập xuống đó lại như cá va vào lưới, không thể thoát ra ngoài. Chút tài mọn, ánh mắt tử giáp phó tướng trầm xuống, khinh thường nói. Trong lòng hắn thúc giục pháp quyết khiến đám kim sắc trụy ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung. Hắc sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng, tiếp theo từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên trong. Nhưng lúc này Mộc Thanh đã xuất thủ, tay nàng ta khẽ lật chuyển rồi chảo một chảo về phía hư không. Cả trời đầy kim quang bỗng nhiên xuất hiện hương hoa nồng đậm, theo sau đó vô số linh quang đủ mọi màu sắc lóe lên, vô số bóng ảnh các loài hoa hiện ra. Ầm ầm ầm, hoa ảnh nhất thời đã cường ngạnh ngăn cản kim sắc quang cầu giữa không trung. Chính lúc này đoàn âm phong do âm giáp quỷ binh biến thành đã vò tới phía đối diện. Tử giáp phó tướng cũng không lên tiếng mà lập tức phung tay lên, nhất thời chi huyết giáp khôi lỗi phía sau đồng loạt dương xích nỏ, tiến về phía trước một bước rồi bắn. Xuy suy suy, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số mũi tên đỏ như màu trải kín bầu trời rơi vào đám âm phong. Xung quanh âm phong liền xuất hiện một đoàn huyết quang, lúc này đã mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm phong được sự dẫn dắt của tám gã quỷ vương đã lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lỗi đại quân tức thời tiếng quỷ khiếu rung trời nổi lên. Vô luận là tám gã quỷ vương hay âm giáp huyền quỷ bình thường đều không ai nguyện đi trêu chọc ba gã khôi lỗi võ tướng. Còn ba gã khôi lỗi này cũng không để để đám quỷ binh vào trong mắt, chúng hoàn toàn chăm chú nhìn Mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh bên kia. Về phần Hàn Lập và hai người nguyên giao nghiên lệ cũng đã bị họ bỏ qua một bên. Hai người Mộc Thanh cũng đồng dạng ngưng trọng nhìn ba khôi lỗi này. Trừ bỏ tử giáp khôi lỗi ra thì hai gã võ tướng khác cũng có chút kỳ quái một gã thân cao bốn năm trưởng, có ba mắt, hai tay cầm hai cây búa to, mặc một bộ chiến giáp cổ quái màu xanh mặt ngoài đầy tiêm thứ màu đen lập lòe quang mang khiến người ta không lạnh mà run. Còn một tên khác cũng cao đến hai trưởng, một thân chiến giáp đỏ như máu, có hai đầu bốn tay, cầm các loại đao thương kiếm kích khác nhau. Tỏa kỵ của cả ba bọn họ đều giống y hệt nhau, đều là quái thú tê như cả người đỏ như máu không quá nổi danh. Hai gã khôi lỗi này từ khi giao chiến đến giờ vẫn không nên tiếng, Dường như hết thảy mọi việc đều do Tử Giáp Khôi Lỗi làm chủ. Chỉ là lúc này, Khôi Lỗi ba mắt lại bỗng nhiên mở miệng. "Không cần cố gắng đánh với đám người bên ngoài này, chỉ cần bám lấy bọn họ một lúc là được. Ta đã thông báo cho những người khác, trong chốc lát họ sẽ hỗ trợ những quỷ vật bên kia tiêu diệt một nhóm khác rồi đến đây trợ giúp chúng ta." Chương 1483, Trọng tụ. Tử Giáp phó tướng cùng song thủ Khôi Lỗi nghe được lời này thì không có chút dị nghị, lập tức gật đầu dường như kẻ này mới là người chủ sự ở đây. Tam mục khôi lỗi dường như cố ý nói chậm lại, không chỉ Mộc thanh cùng Mỹ Phụ mà ngay cả mấy người hàn lập, nguyên giao nghiên lệ cũng nghe thấy rõ ràng. Trên mặt Mộc thanh lộ ra vẻ kỳ quái, khóe miệng Mỹ Phụ thì khẽ nhách tỏ vẻ châm chọc. Hắc hắc, Mộc muội muội nếu người ta muốn chờ đợi trợ thủ thì chúng ta cũng không ngại đợi một chút, thế nào? Mỹ Phụ đầu bạc quay đầu sang phía Mộc thanh, cười nói. Tiểu muội cũng có ý này, vậy thì cứ làm theo lời Lam tỷ tỷ vậy mộc thanh mỉm cười đồng ý mỹ phụ đầu bạc gật đầu quỷ ảnh cự đại huyền phù phía sau lưng bà ta nhẹ nhàng đung đưa mộc thanh cũng khoanh tay đứng yên trên kim hoa không nhúc nhích cả hai đều không có ý định ra tay trước mà một số cao gia yêu vật đứng sau lưng các nàng cùng đám người hàn lập trong lúc không có mệnh lệnh thì cũng đồng dạng khoanh tay đứng nhìn ba gã võ tướng đối diện thấy vậy thì cảm thấy bất ngờ chẳng qua hành động của hai người này cũng phù hợp với tâm ý bọn họ nên chúng cũng không tham dự tranh đấu mà chỉ đứng xa xa quan sát hai người đao quang kiếm ảnh, âm phong huyết quang không ngừng đan vào nhau trên không trung. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, vô số mảnh khôi lối vỡ vụn cũng như quỷ binh hóa thành vô số mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống. Chỉ là năm cường giả hợp thể kỳ vẫn đừng từ xa bất động, kiêng kỵ lẫn nhau. Quân đoàn huyết giáp khôi lỗi đông đảo lại am hiểu thuật phối hợp còn bên âm giáp quỷ binh rõ ràng năng lực cá thể mạnh hơn, lại có 8 đại quỷ vương dẫn đầu như hổ thêm cánh, trong lúc nhất thời đã giết được mấy ngàn khôi lỗi khiến quân đoàn khôi lỗi liên tiếp bại lui, quỷ binh chiếm lấy thượng phong. Nếu không phải hơn trăm giáp sĩ trong chiến xa hung hãn không sợ chết, hơn nữa quái thú kéo xe cũng có thần thông không nhỏ cuốn lấy hơn phân nửa quỷ vương thì chỉ sợ tình hình đã càng thêm nghiêm trọng. Hàn lập thấy vậy thì vẻ mặt thoáng hiện vẻ suy tư, huyết giáp khôi lỗi phổ thông động tác chậm chạp phản ứng không đủ linh hoạt rõ ràng đây chỉ là những khôi lỗi bình thường mà thôi, không hề có thần niệm phụ thể. Còn âm giáp huyền quỷ mà Mỹ phụ đầu bạc bồi dưỡng giờ phút này đã thể hiện uy năng, các loại binh khí huy động khiến âm phong nổi nên từng trận. Dưới mỗi một đợt tấn công của bên âm giáp quỷ binh thì lại có không ít khôi lỗi bị đóng thành hắc băng hoặc là bị phong nhận chém nát. Tám âm giáp quỷ vương đại triển thần thông phun vân thổ vụ, tất cả đều biến hành hắc giáp cửa quỷ cao hơn 10 trượng, trên đầu có một cặp sừng cong, mặt mũi hung tợn. Ngay cả khi đám khôi lỗi liều mạng ngăn cản vẫn bị những quỷ vương này dễ dàng xé thành từng mảnh. Ba gã khôi lỗi võ tướng nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn tỏ ra thở. Ơ dường như đám thủ hạ bị tiêu diệt đó không hề quan trọng với bọn họ. Mỹ phụ đầu bạc cũng một thanh thấy quỷ binh chiếm thượng phong thì đương nhiên mừng rỡ nên tiếp tục quan sát. Một thời gian sau, bên huyết giáp khôi lỗi đã tổn thất hơn phân nửa, hơn trăm chiến xa đều bị hủy hoại trong chốc lát, mà âm giáp quỷ binh cũng đồng dạng mất đi non nửa, tám gã quỷ gương cả người đầy những vết thương chằng chịt. Mỹ phụ đầu bạc thấy vậy thì hàn quang trong mắt lóe lên, quay đầu nhìn về đám cao gia yêu vật phía sau, tựa hồ như muốn phân phó điều gì. Nhưng vào lúc này thì ở phía sâu trong sương mù đột nhiên xuất hiện một trận ba động dữ dội khiến không khí xung quanh đám người Hàn Lập chấn động không ngừng. Không tốt, đám người Mỹ phụ cùng ba gã khôi lỗi cũng không ngừng lui về phía sau. Một cỗ linh áp đáng sợ xuất hiện, tất cả không chút do dự lập tức hóa thành trường hồng bắn nhanh rời xa khỏi đoàn sương mù. Phản ứng của Hàn Lập cũng không chậm hơn so với những người kia bao nhiêu, hai cánh phía sau lưng hắn run lên, cả người hóa thành một đạo hồ quang rồi biến mất tại chỗ. Còn Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ cũng lập tức phóng ra một đoàn xương mù màu xám vây quanh thân thể, giá ngự âm phong nhanh chóng phi độn ra xa. Về phần đám cao gia yêu vật cũng bỏ chạy tứ tán. Ầm ầm, tiếng sấm liên miên từ đằng xa truyền đến, một cơn lốc giống như bạch sắc chân long từ trung tâm vụ hải phóng thẳng lên cao, từ trong này truyền ra tiếng sấm ầm vang. Tiếng gió rít nổi lên, cuồng phong quét qua mọi nơi như muốn phá nát cả không gian, tiếng rít gió chói tai vang lên. Bản thân xương mù vốn đã được bố trí cấm chế thần diệu nhưng không ngờ lại bị một trận cuồng phong này cuốn sạch không có một chút phản kháng, ở trong gió hóa thành hư ảo. Hàn lập một lần nữa hiện hình ở nơi xa hơn 2.000 trượt, hắn quay đầu nhìn lại chỗ cố thì trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn chỉ thấy nơi đó vốn vụ hải nồng đậm không nhìn thấy cuối mà giờ phút này không còn sót lại chút gì, tất cả đã trở thành một thế giới đầy cuồng phong, tiếng gió thét gào liên miên không dứt Vô số phong nhận mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy như mưa bay múa đầy trời. Trường phong bạo này vô cùng kinh khủng, một số khôi lỗi cùng quỷ binh đang tranh đấu lúc nãy không kịp trốn đi thì lúc này đã bị cuốn vào trong gió không ngừng đau khổ dẫy ruộng nhưng đều không thể thoát ra. Phút chốc nơi đó truyền ra tiếng nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết, vô luận là khôi lỗi hay âm giáp huyền quỷ đều thi cốt vô tồn. Chỉ có bát đại quỷ vương trên người còn tỏa hắc quang vẫn cố liều mạng ngăn cản, nhưng tình trạng cũng nguy hiểm trùng trùng. Mỹ Phụ nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, bỗng nhiên trong miệng phát ra một tiếng kêu bén nhọn, nhất thời bát đại quỷ vương hô ứng kêu lên một tiếng tám thân hình nhoáng lên miễn cưỡng hóa thành từng đoàn hắc sắc quang cầu tập trung lại một chỗ hắc quang đại phóng tám khỏa quang cầu hóa thành một bề ngoài quang cầu dị mang lưu chuyển sau đó biến thành một cửa quỷ cao đến vài chục trường cửa quỷ này vừa hiện thân thì khẽ rung mình chỉ sau vài lần chấp động đã thoát ra khỏi sự trói buộc của cuồng phong sau đó lập tức lao thẳng đến chỗ mỹ phụ đầu bạc lúc này trong mắt ba gã khôi lỗi lập lè tinh mang nhìn về phía phong bạo cũng không biết đang suy nghĩ điều gì tiếng bước chân nặng nề bịch 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 tại tận sâu trong cuồng phong truyền tới mặt đất cũng theo đó mà rung lên tiếng sau lại to hơn tiếng trước dường như có thứ gì đó đang tiến về phía đám người hàn lập nhịp điệu cũng vô cùng kỳ quái đám người mỹ phụ mộc thanh cùng ba gã khôi lỗi nhìn về phía cơn lốc vẻ mặt ngưng trọng vô cùng kết quả một lát sau đã mơ hồ xuất hiện một hắc ảnh như núi lớn ẩn hiện trong phong bạo mỗi chốc một lớn hơn rõ hơn phong bạo mãnh liệt như vậy dường như không hề có chút ảnh hướng tới hắc ảnh trong mắt hàn lập lóe lên một tia lam mang thoáng chốc hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra trong phút chốc tiếng giống to từ trong cơn lốc truyền tới hắc ảnh nhoáng lên một cái đã lớn đến cả nghìn trượng hóa thành từ hồng sắc cự nhân đây rõ ràng là tử huyết khôi lối của địa huyết lão quái lúc này hai gã huyết bào nhân đang ngồi trên hai vai khôi lỗi, mà phía trên đầu khôi lối cũng có một hắc bào nhân đang đứng kẻ này chính là người thần bí nhất trong tứ đại yêu vương lục túc vừa thấy huyết bào nhân cùng lục túc thì trên mặt mỹ phụ đầu bạc cùng một thanh hiện lên vẻ vui mừng chỉ là chưa kịp hỏi gì thì ba gã khôi lỗi phía xa trong mắt không ngừng lóe lên lục mang, tam mục khôi lỗi bỗng nhiên quát lớn, hai người các ngươi sao có thể còn sống sót thoát ra. Những người khác đâu, những người khác, người nói là vài tên này sao, lục túc nhàn nhạt nói, tay áo hắn lập tức run lên, đột nhiên bốn thứ gì đó tròn tròn từ tử huyết khôi lỗi rơi xuống. Hàn lập ngưng thần nhìn lại thì nhận ra đó là mấy chiếc đầu huyết hồng sắc, phía trên vẫn còn mang khôi giáp kỳ lạ. Người đã giết chết hết bọn họ, điều này không có khả năng bốn người bọn họ thực lực còn hơn chúng ta lại có nhiều quỷ vật phụ trợ như vậy vừa thấy mấy chiếc đầu tử giáp khôi lỗi cả kinh tỏ vẻ không thể tin nổi hắc hắc nếu là bổn tôn của các người ở nơi đây thì dưới sự liên thủ của bảy tên kim phù ta còn thực sự phải thối lui ba thước nhưng sau khi phụ thân vào khôi lỗi còn có thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân đã là không tồi nhưng làm sao có thể gây khó dễ cho ta lam đạo hiếu mộc đạo hiếu lập tức giết chết hết bọn họ không để lại một mống lục túc cười lanh rồi lên tiếng phân phó, sát khí trùng thiên. Tam mục khôi lỗi nghe được lời này trong mắt hiện vẻ kinh hoàng, hắn quát lên một tiếng chói tai. Chạy, chia ra mà chạy, vừa dứt lời thì ba gã khôi lỗi liền thúc giục quái thú dưới thân hóa thành ba đạo kinh hồng nhan sắc khác nhau bắn đi ba phía, chỉ sau vài lần chớp lên đã ra xa cả mấy trăm trượng. Quái thú bọn chúng ngồi không ngờ lại am hiểu độn thuật quỷ dị, quả là kỳ lạ. Nhưng đám người lục túc tựa hồ đã sớm bàn bạc kỹ lưỡng, trong miệng mỹ phụ phát ra tiếng cười quái dị, bỗng nhiên hóa thành một cỗ khối nhẹ bắn thẳng đến từ giáp khôi lỗi, quỷ ảnh phía sau lưng nàng cũng hóa thành một đoàn ôm mang theo sát phía sau. một thanh chân đạp kim hoa, nhất thời một hắc sắc quang trận hư không xuất hiện, thân hình nàng lập tức biến mất rồi lại xuất hiện cách song thủ khôi lỗi không xa. một gã huyết bào nhân hét dài một tiếng rồi hóa thành tử hồng quang diễm bỗng chốc kéo dài cả trăm trượng, truy đuổi tam mục khôi lỗi. tiếng hô của cả ba vẫn còn vang vẳng thì bóng người đã biến mất không thấy đâu trong nháy mắt tại chỗ cũng chỉ còn hàn lập hai người nguyên giao nghiên lệ cùng hơn 10 cao gia yêu vật hàn lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động đúng lúc này bên tai hắn chuyển đến thanh âm của nghiên lệ hàn đạo hữu nhân cơ hội này chúng ta chạy trốn thôi những yêu vật còn lại ở đây không có khả năng ngăn cản ngươi chứ